chương một địa ngục linh chi một giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc thỉnh thoảng sẽ bốc lên một tia chớp kèm theo từng tiếng sấm rền một trận mưa lớn sắp xảy ra bên trong ngọa hổ thành trầm tường ngửa đầu nhìn bầu trời thì thào nói rằng không thể kéo dài được nữa ta phải nhanh chóng tìm được linh dược tốt bằng không ta khó có thể có cơ hội xoay người năm nay trầm tường 16 tuổi thân hình so với bạn cùng lứa tuổi thì cường tráng cao lớn hơn Thân thể này cùng gương mặt tuấn tú mang theo tính trẻ con, nhìn rất là trái ngược. Nhưng cặp mắt kia của hắn lại thâm thúy không tương xứng cùng tuổi tác. Xem ra nhàn đến muốn thành thục hơn so với bạn cùng lứa tuổi một ít, lúc này trầm tường muốn đi. Hái thuốc, mặc dù hắn là trưởng tôn tử của Trầm gia tộc, nhưng bởi vì hắn không có linh mạch, không thể trở thành một võ giả lợi hại, bởi vậy, từ nhỏ hắn đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể của mình thường thường ra ngoài tiến hành các loại huấn luyện bí mật thậm chí còn tiến hành tranh đấu với hổ thú tuy hắn tuổi còn trẻ nhưng cũng từng có mấy lần trải qua sinh tử tâm tình cùng ý chí đều hơn xa bạn cùng lứa tuổi đây không phải là trầm tường sao sắp có mưa to ngươi còn muốn đi rèn luyện sao một lão quản gia đi tới nói thấy trầm tường hăng hái như vậy hắn không khỏi kính phục nhưng trong ánh mắt càng nhiều chính là tiếc hận, mỗi ngày trầm tường đều chăm học khổ luyện. Đến nay 6 năm nhưng vẫn dừng lại ở phàm võ cảnh tầng 3. Con cháu trầm gia cùng tuổi với hắn, đại đa số đều tiến vào phàm võ cảnh tầng 4. Lợi hại càng là tiến vào tầng 5, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn không có linh mạch. Cho nên mới không được gia tộc coi trọng, mà bây giờ hắn chỉ là một người rất bình thường bên trong trầm gia tuy không có linh mạch nhưng xưa nay trầm tường chưa bao giờ nhụt chí, vẫn đều đang nỗ lực rèn luyện chính mình. Chỉ ít trong quá trình nỗ lực để hắn cảm giác mình rất phong phú. Lão mã ta là đi hái thuốc trầm tường chạy đến phía sau lão quản gia. Cười cợt nói chuyện với hắn. Vô dụng thôi, ngươi không có linh mạch. Bất kể nỗ lực thế nào đều là không làm nên chuyện gì, lão quản gia kia lắc đầu than thở, đối với lời như vậy trầm tường nghe qua vô số lần nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ dù như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua tường nhi khí trời như vậy cũng đừng đi nữa lúc này một nam tử trung niên đi tới trầm tường bĩu môi nói rằng cha trời mưa xuống hái thuốc là một thời cơ tốt chỉ ít không cần cấp đến bể đầu chảy máu cùng người khác người đàn ông trung niên này tên là Trầm Thiên Hổ, là phụ thân của Trầm Tường, là một võ giả cường đại danh chấn một phương. Cũng là người có hy vọng kế thừa Trầm gia tộc trưởng đời kế tiếp nhất. Tuy con trai hắn không có linh mạch, nhưng hắn vẫn cổ vũ Trầm Tường. Vẫn thỉnh thoảng cho hắn một ít đan dược chân quý, chỉ bất quá vẫn là không làm nên chuyện gì. Cầm, Trầm Thiên Hổ bất đắc dĩ nở nụ cười, vứt cho Trầm Tường một cái hộp nhỏ, Trầm Tường tiếp nhận cái hộp cũng không thèm nhìn tới đồ vật bên trong hắn biết bên trong là đan dược cười cợt nói đa tạ cha như vậy ta cũng không cần đi trộm những con gà này của mã lão đầu để bổ dưỡng thân thể điều này làm cho mã quản gia kia mặt đầy cay đắng hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên bị nhìn chằm chằm nhìn bóng lưng trầm tường biến mất trầm thiên hổ chỉ có thể thở dài tuy hắn ở trầm gia có địa vị rất cao nhưng trầm gia trưởng lão quản lý đối với những đan dược chân quý hi hữu này rất nghiêm khắc hắn chỉ có thể lấy của bản thân cho trầm tường nhưng cái này cũng không có tác dụng gì bởi vì đan dược quá ít làm cha cái nào không hy vọng nhi tử thành long chỉ bất quá trầm thiên hồ cũng không có cách nào hắn chỉ có thể làm hết sức tranh thủ đan dược cho trầm tường tiên mà nhai đó là một địa phương phi thường hoang vu Giờ khắc này trên vách núi treo leo có một thiếu niên ở trần leo lên, lúc này rơi xuống mưa rào. Tầm tã, nhưng trầm tường leo núi như vậy, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Phải biết vách núi bên dưới Tiên Ma Nhai này là sâu không thấy đáy. Hơn nữa phía dưới quanh năm tràn ngập một loại khí tức mang theo tử vong. Vì lẽ đó rất nhiều người đều không muốn tới gần địa phương này, nhưng trầm tường tới nơi này hái thuốc còn leo lên trên vách đá, chậm rãi đi xuống phía dưới, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ cười hắn là một kẻ không muốn sống. Ai cũng biết loại địa phương chim không thèm ị này. Tử khí dày đặc là chắc chắn sẽ không có linh dược tốt gì, trầm tường không những không ngốc mà còn rất thông minh, hắn biết tiên ma nhai này tồn tại rất nhiều năm. Đặc biệt là những tử khí này phía dưới, càng là không ai biết tồn tại bao nhiêu năm ở bên trong nhận thức của người thường địa phương không hề có sinh khí là không có linh dược mà trầm tường lại không cho là như vậy. Đạo lý vật cực tất phản hắn cũng biết. Hắn khẳng định chắc chắn trên vách đá này nhất định có một loại linh dược chân quý trong truyền. Thuyết địa ngục linh chi, loại linh dược này nghe tới rất đáng sợ. Nhưng là một loại linh dược có hiệu quả tẩy kinh phạt tùy. Bình thường sinh trưởng ở cổ chiến trường, bãi tha ma, những địa phương có tử khí dày đặc là một loại kỳ dược ngày mưa có thể làm cho một ít hắc khí trầm xuống như vậy trầm tường liền có thể thấy rõ một ít vách đá sâu hắn liền đi đến địa phương sâu phía dưới như vậy hắn liền có thể tìm tới địa ngục linh chi kia tuy rằng hắn không cần địa ngục linh chi nhưng sau khi hắn đạt được thánh dược này cũng tuyệt đối có thể đổi đến rất nhiều đan dược chân quý có thể làm cho hắn thoát khỏi quẫn cảnh nắm giữ thực lực cường đại, hạt mưa đánh vào trên người trầm tướng. Làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, đồng thời cũng làm cho nham thạch trên vách đá trở nên lỏng lèo. Điều này làm cho hắn càng cẩn thận hơn, cẩn thận từng ly từng tí một từ trên vách đá leo xuống. Bằng không không cẩn thận hắn sẽ té xuống, không ai biết bên dưới vách núi tiên ma có cái gì. Tuy người xuống qua cũng có không ít nhưng có thể đi lên lại một cái cũng không có ngã xuống liền mang ý nghĩa sẽ chết hai canh giờ trôi qua mưa to vẫn còn tiếp tục trầm tường bằng vào thân thể cường tráng hắn nhiều năm rèn luyện xuống tới mấy chục trượng sâu trong vách đá trầm tường tìm được một nơi đặt chân tốt hơn lúc này hắn tỉ mỉ quan sát phía dưới đột nhiên hắn nhìn thấy những thứ gì điều này làm cho hắn kích động đến trái tim nhảy lên kịch liệt địa ngục linh chi trầm tường hưng phấn hô một tiếng ánh mắt kích động nhìn chăm chú phía dưới địa phương ở dưới chân hắn chừng 10 trượng có một đồ vật giống như đại bính màu trắng kề sát. Vách đá, hắn phi thường khẳng định đây chính là địa ngục linh chi trong truyền thuyết nơi này. Quanh năm đều bị tử khí màu đen che lấp, mà màu sắc của địa ngục linh chi phi thường tương tự cùng vách đá. Rất khó phát hiện, trầm tường hưng phấn không thôi, hắn làm cho mình chấn định lại. Nghỉ ngơi chốc lát mới chầm chậm leo xuống phía dưới, không bao lâu trầm tường liền đến bên cạnh cây địa ngục linh chi kia, hắn nuốt nuốt nước miếng. Nhìn cây địa ngục linh chi màu trắng to bằng chậu rửa mặt kia. Bây giờ hắn còn có thể cảm nhận được địa ngục linh chi kia tản mát ra sinh mệnh lực rồi. Rào, trầm tường chỉ có thể dùng một tay đi hái cây địa ngục linh chi này. Hắn phỏng chừng đây là địa ngục linh chi ngàn năm trở lên, cầm bán đấu giá. Là một con số trên trời. Chương 2, địa ngục linh chi, 2 trầm tường phí rất nhiều khí lực mới hái được để vào trong túi chữ vật hắn nhếch miệng cười ha ha thời điểm lão tử xoay người đến rồi hắn chỉ cần bán đi cây địa ngục linh chi này liền có thể mua rất nhiều đan dược cấp bậc không sai đến thời điểm hắn liền có thể tăng nhanh như gió mưa dần dần nhỏ trầm tường là người rất thấy đủ cho nên hắn không có tiếp tục siêu tầm vách đá to như vậy mà là lựa chọn leo lên dù sao thể lực hắn có hạn leo lên cũng là phi thường gian khổ cùng nguy hiểm, thời điểm hắn bỏ hơn nửa giờ. Đột nhiên cảm giác được vách đá đang run rẩy nhẹ nhẹ lên, trong lòng trầm tường cả kinh. Tâm kích động và hưng phấn lập tức chìm xuống, hắn có dự cảm không tốt. Hắn nhìn về phía trên, chỉ thấy rất nhiều hòn đá nhỏ từ trên vách đá rớt xuống. Ngã vào dưới vực sâu sâu không thấy đáy. Mà nguyên bản vách đá cũng khẽ run run đến càng ngày càng kịch liệt. Mẹ kiếp, thật vất vả đạt được địa ngục linh chi. Ông trời ngươi đừng nói giỡn cùng ta a, à, đột nhiên xuất hiện sơn diêu địa chấn. Làm cho Trầm Tường không khỏi chửi nhỏ lên, hắn muốn bảo trì chấn định. Để cho mình tóm chặt lấy vách đá gập gành. Bằng không hắn cũng sẽ bị chấn động đến mức ngã xuống, rung động không ngừng tăng lên làm cho Trầm Tường dần dần tuyệt vọng, lúc này hắn thấy phía trên không ngừng rơi xuống hòn đá càng to lớn hơn mà hắn cảm giác được hai tay của hắn cầm lấy nham thạch cũng sinh ra khe nứt ông trời ta mới vừa đạt được địa ngục linh chi người liền để ta xuống địa ngục trời ta sao trầm tường không khỏi chửi ầm lên cũng tại lúc này hắc khí phía dưới bắt đầu bay lên nham thạch mà trầm tường cầm đột nhiên nứt ra a à, thân thể trầm tường rơi vào trong vực sâu tràn ngập hắc khí âm thanh tràn ngập không cam lòng của hắn quanh quẩn ở phía dưới không biết qua bao lâu trầm tường mở mắt ra hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng đây cũng là dưới đáy vực sâu làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi nhất chính là hắn dĩ nhiên ở bên trong nước hơn nữa hắn còn có thể hô hấp trầm tường bơi lên mặt nước chỗ của hắn là một cái hồ nước mà trong hồ nước lại phát ra quang mang màu trắng thánh khiết làm cho trầm tường trợn mắt ngoác mồm chính là ở cách đó không xa dĩ nhiên là hai mỹ nữ ngồi xếp bằng, tóc rối bời xõa trên vai. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ nhất chính là Hai nữ tử trước mắt giống như thiên tiên này dĩ nhiên đều không có mặc quần áo. Hai cỗ ngọc thể hoàn mỹ không một tì vết cứ như vậy không hề bảo lưu bày ra ở trước mặt. Hắn, thân thể hai nữ tử giống như là dùng ngọc bạch tỉ mỉ điêu khắc mài thành. Không có một chút tạp sắc nào đôi nhũ hoa của các nàng đều đẫy đà kiên quyết vòng eo đều kiêu tế như thế các nàng đều đẹp đến khiến người ta nghẹt thở đây là nữ nhân đẹp nhất mà trầm tường gặp gỡ hình ảnh hương diễm có lực trùng kích như vậy làm cho cả người trầm tường trong nháy mắt hóa đá mặt đỏ tới mang tai tim đập cùng hô hấp đều phảng phất ngưng lại hai vị nữ tử xếp bằng trên mặt đất các nàng nhìn đối phương hoàn toàn không có phát hiện trầm tường điều này làm cho trầm tường có loại cảm giác bị coi rẻ hắn lại bị hai đại mỹ nhân không nhìn sau một trận thất thần trầm tường mới nhìn rõ dưới đáy vực sâu này khắp nơi vết thương có rất nhiều khe nứt cùng lõm khanh đá vụn đầy đất trong đá vụn còn có rất nhiều rất nát tan màu trắng tơ lụa xem ra giống như là đã xảy ra chiến đấu hắn suy đoán là hai vị nữ tử kia chiến đấu tạo thành cũng bởi vậy dẫn đến quần áo nát tan nát tuy trầm tường không biết vì sao hai nữ tử tuyệt sắc Khuynh thành này lại chiến đấu ở dưới vực sâu, nhưng hắn nhìn ra hai nữ này rất mạnh. Hơn nữa cường đại đến vượt qua phạm trù hắn nhận thức. Dĩ nhiên có thể thi triển ra sức mạnh đất dung núi truyền. Thực sự là hồng nhan họa thủy, dĩ nhiên chấn ta rớt xuống nơi này. May mà mạng lớn không có ngã chết, trong lòng trầm tường chửi nhỏ bất quá hắn rất tò mò hai nữ tử thần bí này, trầm tường trừng trừng nhìn trước mắt này hai cỗ. Không hề tì vết ngọc thể, đồng thời hướng hai nữ nhẹ nhàng bước qua, vực sâu bên cạnh tiên ma. Nhai được gọi là địa ngục mà lúc này ở phía dưới địa ngục này. Trầm tường lại tưởng là tiên cảnh, nơi này có một cái đầm tỏa ra bạch quang thánh khiết. Trọng yếu nhất là bên hồ nước còn có hai nữ tử tuyệt mỹ không có mặc quần áo, lúc này hai vị nữ tử kia mới ý thức tới cách đó không xa có một đôi con mắt hừng hực quét qua các nàng. Điều này làm cho các nàng nổi giận không ngớt, hai nữ tử tuyệt mỹ cũng không hề động. Chỉ là trên mặt cười che kín sát ý ngập trời. Hai đôi mắt đẹp kia đều bao hàm tức giận mà nhìn hắn. Các nàng thậm chí ngay cả đầu cũng không thể vặn vẹo. Hai vị đại tỷ các ngươi. Các ngươi không lạnh sao? Tại sao không mặc quần áo? ta cảm giác rất lạnh, trầm tường cũng không biết nên nói cái gì. Liền hỏi lung tung một câu, lúc này, nữ tử lãnh diễm cao quý. Đầy mặt xương lạnh kia lạnh lùng quát lên, ngươi lại tiến lên một bước. Ta tất nhiên sẽ để cho ngươi nhận hết nỗi đau thực cốt. Sống không bằng chết, tuy âm thanh nữ tử này kỳ ảo lanh lành. Nhưng cũng không chút tình cảm nào, khiến người ta có một cảm giác ngọc có tì vết nữ tử này cùng âm thanh như thế bất kể là thần tình hay là khí chất đều có một cảm giác lạnh lẽo từ chối người ngoài ngàn dặm. một đôi hàn mang càng là lộ ra lệ khí nồng đậm tiểu tử nếu ngươi dám tới gần ta sẽ để ngươi hối hận vì đi tới thế giới này một nữ tử khác nhẹ nói âm thanh nữ tử này kiểu mị giống như chuông bạc đảo mắt mị thái nảy sinh câu nhân đoạt phách đây là một vưu vật tuyệt thế diễm lệ mị hoặc đến trong xương trước mắt hương diễm đối với trầm tường là thiếu niên mới lớn mà nói có sức mê hoặc rất lớn tuy hắn tự nhận không phải là chính nhân quân tử gì nhưng hắn cũng không phải là loại tiểu nhân gian trá hai vị nữ tử trước mắt này không có cách nào nhúc nhích hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay trầm tường âm thầm bình tĩnh lại lễ phép mà nói rằng hai vị cô nương cái này Ta không phải cố ý, ta hái thuốc ở vách núi phía trên, sau đó ta bị chấn động rơi xuống. Ta không có chết đã xem như là mạng lớn, đang khi nói chuyện. Trầm Tường lấy ra hai cái áo choàng, đi tới nữ tử lãnh diễm kia. Hắn nhìn ra được hai vị nữ tử này không thể động vì không cho các nàng cảm thấy thẹn thùng. Hắn chỉ có thể trước tiên che đậy kín thân thể lỏa lồ kia của các nàng, bị Trầm Tường khoảng. Cách gần như vậy nhìn ngọc thể nàng, nữ tử lãnh diễm chỉ có thể nhắm mắt lại chịu đựng ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt ngọc thể nàng kia của trầm tường cả người nàng khẽ run tản mát ra một loại sát khí âm lãnh thấu nhân cốt tủy làm cho trầm tường không khỏi dùng mình một cái cả người trầm tường toát mồ hôi lạnh có chút không muốn mà choàng cái áo kia lên thân thể nữ tử lãnh diễm điều này làm cho nàng hơi hừ một tiếng sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều không có sát khí hừng hực như lúc trước trầm tường lại tới đến bên người nữ tử yêu mị kia chỉ thấy nữ tử yêu mị kia hướng hắn khẽ mỉm cười mị thái ngàn vạn điều này làm cho nét mặt của trầm tường hơi đỏ lên hắn hít sâu một hơi mới choàng áo lên người nàng động tác này của trầm tường làm cho trong lòng hai vị nữ tử đều âm thầm cảm kích trong lòng các nàng cũng có chút hổ thẹn Trước đó các nàng vẫn cứ uy hiếp người ta, hơn nữa còn chấn người ta rớt xuống. Nếu như không phải trầm tường mạng lớn, chỉ sợ cũng ngã chết. Chương 3, Âm Dương Thần Mạch. Hai vị nữ tử đều thở phào nhẹ nhõm, trầm tường không có làm ra chuyện xấu xa đối với các nàng. Định lực này làm cho các nàng tán thưởng không ngớt. Các nàng đều rất rõ ràng mình lúc này đối với đàn ông có sức mê hoặc rất mạnh hai vị cô nương các ngươi không phải là ở phía dưới này lâu rồi chứ có thể nói cho ta biết làm sao đi tới không ta không thể sống ở chỗ này cả đời ta vẫn có chuyện rất trọng yếu muốn làm trầm tường có chút thất vọng nói nữ tử yêu mị ôn nhu cười yếu ớt nói tiểu đệ đệ ta nhìn ngươi không có linh mạch cuộc đời này không cách nào bước vào cảnh giới cường giả võ đạo bất quá ta có thể tặng ngươi một trí dương thần mạch truyền dạy cho ngươi thần công cường đại dạy ngươi luyện đan chế dược cho ngươi trở thành một tên võ giả cường đại nhưng ta có một điều kiện nữ tử yêu mị cho trầm tường một cái mị nhãn thần thái mị ý nồng đậm kia làm cho trầm tường không khỏi tâm thần rung động nữ tử này cũng làm cho hắn hơi giật mình bất quá hắn lại có chút nghi hoặc hắn xem ra hai vị nữ tử này rất mạnh chỉ bất quá bây giờ thụ thương mà không thể động đậy hắn có thể trợ giúp các nàng cái gì đôi mắt nữ tử lãnh diễm sáng ngời nàng lạnh lùng nói rằng tiểu tử ta tặng ngươi một trí âm thần mạch đồng thời truyền thụ ma công ta tu luyện cho ngươi ma công của ta tuyệt không kém thần công của sư muội chúng ta tuyệt không nuốt lời cả người trầm tường chấn động thượng phẩm linh mạch chính là thiên tài mà bên trên linh mạch còn có huyền mạch càng hy hi hữu bên trên huyền mạch còn có thiên mạch mà bên trên thiên mạch chính là thần mạch trong truyền thuyết nắm giữ một cái thần mạch đây chính là phi thường nghịch thiên các nàng không phải là từ trên té xuống ngã hư đầu chứ đừng bắt ta làm trò cười ta cũng không có thời gian ngốc cùng với các nàng ở chỗ này tuy rằng vừa nãy trầm tường kinh hãi một thoáng nhưng hắn vẫn là không thể tin tưởng nếu như ngươi đạt được những thứ này muốn trở thành một võ giả cường đại không có khó chút nào bất quá đến thời điểm ngươi phải giúp chúng ta khôi phục thực lực, nữ tử yêu mị nũng nịu mà nói. Âm thanh làm cho Trầm Tường cảm thấy xương một trận mềm yếu, lãnh diễm nữ tử nói rằng: "Chúng ta là bị một kẻ thù vây ở chỗ này, bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích. Tu vi mất hết mà phía dưới này sẽ có yêu thú cường đại qua lại. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, hiện tại các nàng động cũng không thể động." thương thế của các nàng đến vô cùng nghiêm trọng, kinh mạch, xương cốt, đan điền. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị trọng thương, có thể nói là hoàn toàn bị phế bỏ. Đây đều là các nàng đại chiến cùng kẻ thù mà tạo thành. Cũng là vào lúc này dẫn đến đất dung núi chuyển hất trầm tường xuống, mà thiếu niên thiện lương. Trầm tường này xuất hiện, đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội say người phải biết phía dưới này thường thường có yêu thú qua lại các nàng không có lực phản kháng cuối cùng chỉ có thể trở thành đồ ăn cho yêu thú bây giờ ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta bằng không đời này ngươi cũng đừng nghĩ đi lên nữ tử yêu mị kia chăm chú nói trầm tường rất khó tiếp thu hai vị nữ tử này có thể tùy ý ban tặng người khác thần mạch hơn nữa còn người mang ma công người mang thần công nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, trầm tường cười khổ hít một tiếng, nói rằng. Tiểu tử tên là trầm tường, xin hỏi phương danh hai vị tỷ tỷ. Chỉ mong các người không có chơi ta, lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói rằng. Bạch u u, kiều mị nữ tử cười yếu ớt nói, tô mị giao, trầm tường mỉm cười nói. Thực sự là người cũng như tên nha. Cái kia ta phải làm gì, tô mị giao nói rằng, chúng ta sẽ kết một cái khế huyết với ngươi bảo đảm song phương chúng ta đều không phản bội. Bởi vì chúng ta muốn cùng tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Đem thần mạch chuyển rời đến trên người của ngươi cũng là chuyện rất đơn giản. Ta cùng sư tỷ đều là song thần mạch cho ngươi một cái cũng không cái gì, song thần mạch. Hai người đều như vậy, khóe miệng trầm tường co quáp. Điều này làm cho hắn càng khó có thể tin tưởng được hơn. Bất quá trong lòng hắn có chút kích động bởi vì hai nữ tử lợi hại này muốn ở cùng với hắn thời gian rất dài cái này đối với nam nhân mà nói là sự tình tiệt không thể tả hơn nữa các nàng còn muốn dựa vào hắn để khôi phục thực lực bạch u u lạnh lùng nói rằng chúng ta đều không biết đối phương vì phòng ngừa qua cầu rút ván kết huyết khế là tất yếu tô mị giao đơn giản giảng giải sự tình huyết khế kia một thoáng sau đó tỉ mỉ nói các bước một lần huyết khế rất đơn giản chính là trước tiên dùng huyết dịch ba người ngâm vào một tấm da thú sau đó ở phía trên vẽ hoa văn huyết khế ở mặt trên huyết khế viết xuống nội dung khế ước cuối cùng ba người nhỏ máu ở mặt trên huyết khế sau khi huyết khế thành sẽ hình thành một loại liên hệ linh hồn có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được nội dung khế ước sau khi trầm tường hoàn thành huyết khế đối với loại pháp thuật huyền ảo này cảm thấy khiếp sợ không thôi lúc này hắn đã tin tưởng hai vị nữ tử này nói là sự thật. Trong lòng có chút kích động nói không ra. Hắn biết sau đó sẽ cùng hai người mỹ nhân này ở chung một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa chẳng những hắn có thể xoay người còn có thể trở thành tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy. Hai nữ tử dung mạo như thiên tiên đạt thành hiệp nghị với trầm tướng. Hai vị tỷ tỷ các ngươi không thể động là bởi vì xương cốt kinh mạch trong cơ thể đều bị thương rất nặng sao, trầm tường hỏi, hắn vừa hái được địa ngục linh chi. Địa ngục linh chi này có hiệu quả tẩy kinh phạt tùy. Đối với loại thương thế này có trợ giúp rất lớn, bạch u u gật đầu nói. Kẻ thù của chúng ta rất mạnh, nhưng tiện nhân này bởi vì duyên cớ huyết khế. Không thể tự tay giết chết chúng ta, vì lẽ đó liền phế bỏ chúng ta. Sau đó làm cho chúng ta ở đây chờ chết, trầm tường tới đây, không thể nghi ngờ là cứu các nàng. Cho nên các nàng cũng nguyện ý đem thần mạch dư thừa của mình tặng cho Trầm Tường, Trầm Tường. Kinh hãi không ngớt, hai nữ tử bí ẩn này có song thần mạch đều cường hãn như vậy. Mà kẻ thù của các nàng càng là cường hãn, có thể làm cho các nàng rơi xuống tình cảnh như thế. Ta ở trên vách đá hái được địa ngục linh chi. Cái này đối với thương thế các nàng có trợ giúp không?" Trầm Tường hỏi. Hắn rất nhanh sẽ có thể được đến hai cái thần mạch vì lẽ đó cũng không keo kiệt địa ngục linh chi kia. Chương 4, Tiết Tiên Tiên, 1. Đương nhiên là có dùng, cái này có thể cho chúng ta nhúc nhích nhanh hơn, trầm tường nhách. Miệng cười cười, lấy địa ngục linh chi ra chia làm hai phân, cho vào trong miệng hai nữ nhân. Cho mỹ nữ ăn, cũng làm cho trầm tường khá là hưởng thụ tuy. Địa ngục linh chi không thể làm cho hai nữ nhân hoàn toàn khôi phục thương thế. Nhưng mà có thể chữa trị vỡ vụn xương cốt trong cơ thể cho các nàng có thể cho các nàng đi lại, bất quá hiện tại các nàng không hề có thực lực. Hai vị tỷ tỷ, các nàng đến cùng có lai lịch gì? Cựu địch lại lợi hại như vậy, cựu địch của các nàng là ai? Đây là chuyện mà trầm tường rất hiếu. Kỳ, bạch u u lạnh lùng liếc hắn một cái. Trên khế ước không có nói tới ta phải nói cho ngươi những chuyện này. Ta có thể không trả lời ngươi, tô mị giao chỉnh lý mái tóc nhẹ giọng nói rằng những sự tình này ngươi đừng hỏi nữa, liên lụy quá rộng, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, biết những thứ này mà đưa tới họa sát thân, đây chính là không tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển thần mạch cho ngươi, trầm tường ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tập trung lực lượng tinh thần, chờ đợi thần mạch đưa đến trên người hắn, bạch u u cùng tô mị dao. Đặt tay nhỏ ở trên bụng trầm tường. Chỉ thấy tay ngọc của các nàng phân biệt bốc lên xương mù một trắng một đen màu đen là trí âm thần mạch của bạch u u, màu trắng là trí dương thần mạch của tô mị dao. Xem ra phi thường thần dị trong thân thể trầm tường xuất hiện đoàn khí lưu một bạch một hắc đi khắp ở trong bắp thịt, xương cốt, kinh mạch của cơ thể hắn bắt đầu tuần hoàn lưu động. Kinh mạch hắn đang từ từ lớn lên, xương cốt cùng bắp thịt được cường hóa. Sau khi tuần hoàn vô số lần, cuối cùng khí lưu một bạch một hắc kia hội tụ ở trong đan điền hắn hình thành một bộ thái cực âm dương đồ đây chính là âm dương thần mạch tô mị giao cùng bạch u thấy trầm tường thành công dung hợp trí âm chí dương hai đại thần mạch đều không khỏi thay đổi sắc mặt trong lòng hưng phấn không thôi nguyên bản các nàng còn tưởng rằng hai thần mạch trí âm chí dương khó có thể tương dung mà các nàng cũng ôm hình thái thử nghiệm trên người trầm tường nhưng không nghĩ tới lại thành công tô mị giao cùng bạch uu chậm rãi lùi về sau nhìn trên người trầm tường bao lấy hai đoàn khí lưu. Các nàng không hẹn mà cùng dùng một loại ánh mắt phức tạp và kinh ngạc nhìn nhau. Ở bên trong sư tỉ muội các nàng nhận thức, người nắm giữ trí âm trí dương thần mạch chưa bao giờ có, lúc này các nàng có thể biết được. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mắt này, chỉ cần đạt được bồi dưỡng. Nói không chừng có thể trở thành một cường giả có một không hai, trầm tường mở mắt ra. Lúc này hắn có một loại sảng khoái chưa bao giờ có hơn nữa hắn cảm giác mình giống như trở nên mạnh mẽ hơn một chút đây chính là thần mạch sao cảm giác thật tốt sau này ta có thể đi vào chân vũ cảnh sao trầm tường có chút kích động mà nói trên mặt dần hiện ra một nụ cười tà dị xem rất xấu xa căn bản không có dáng dấp hiền hậu thành thật trước đó điều này làm cho hai mỹ nhân kia trong lòng có chút lo lắng trên thế giới võ đạo này phàm võ cảnh là cảnh giới thấp nhất, chia làm luyện khí, tôi thể, vũ thể, thông mạch, chân khí. Thần thức, chân cương, thần lực, chân hình. Đại viên mãn 10 cái cảnh giới, mà ở bên trên phàm võ cảnh, còn có cảnh giới chân vũ. Đó là cảnh giới mà rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ, đến cảnh giới kia. Có thể nắm giữ năng lực rời sông lấp biển. Càng là có tuổi thọ ngàn năm, trầm tường bị kẹt ở tầng thứ ba vũ thể cảnh vẫn không cách nào bước vào tầng bốn thông mạch cảnh trần vũ cảnh chuyện này quả thật chính là bôi nhọ thần mạch bạch u u xem thường hừ lạnh nói sắc mặt tô mị giao nghiêm túc nói rằng ngươi nắm giữ trí âm trí dương thần mạch tầm mắt phải càng thêm trống trải một ít bên trong thế giới này sức mạnh là vô tận hơn nữa có đông đảo thế giới khác nhau thần vũ đại lục mà ngươi đang sống chỉ là một tiểu lục địa là thế giới phàm tục mà thôi Người phải nhớ đến khế ước, người phải trợ giúp chúng ta khôi phục đến thực lực đỉnh cao. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản, trầm tường gật đầu nói, chỉ cần ta còn sống. Ta nhất định sẽ thực hiện khế ước. Giúp hai vị tỷ tỷ khôi phục thực lực đỉnh cao, bạch u u thỏa mãn mà nói rằng. Con đường trợ giúp chúng ta khôi phục thực lực nhanh nhất chính là dựa vào đan dược. Đương nhiên, loại đan dược này rất cao cấp chờ sau khi chúng ta khôi phục thực lực, khế ước của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Đến thời điểm đó chúng ta sẽ đi tìm địch nhân của chúng ta báo thù, trầm tường cảm thấy có chút. Mất mát nếu như hai tuyệt thế mỹ nhân này có thể ở bên cạnh hắn. Đó mới là thiên đại hưởng thụ, tô mị giao từ bên trong mái tóc mỹ lệ kia của nàng lấy ra một. Chiếc nhẫn, nàng vứt cho trầm tường, nói rằng, nhỏ máu nhận chủ. Sử dụng giống như túi chữ vật đưa ta cùng sư tỷ vào đó sau đó chính ngươi leo lên phía dưới này không thể ở lâu nơi này là địa phương yêu thú thường xuyên qua lại nhỏ máu tươi vào lập tức trầm tường và chiếc nhẫn kia thành lập liên hệ không gian trong giới chỉ rất nhỏ chỉ có một cái phòng lớn ở bên trong nhận thức của trầm tường chữ vật giới chỉ trong truyền thuyết hẳn là không gian bao la như biển mới đúng nhưng mà pháp bảo này còn có thể chứa đồ sống điều này làm cho trầm tường kinh thán không ngớt, túi chữ vật phổ thông cũng vô cùng hiếm thấy. Đây đều là từ những môn phái trong tiên sơn kia truyền ra. Chớ nói chi là pháp bảo chứa đồ còn sống, hắn chiếu theo tô mị giao nói mà làm. Thu hai nữ nhân vào chiếc nhẫn chữ vật. Sau khi hắn mang tới nhẫn, nhẫn lại có thể ẩn hình ở trên ngón tay hắn. Làm cho trầm tường âm thầm lấy làm kỳ, sau đó hắn lấy ra đan dược mà phụ thân cho ăn vào có thể lực sung túc liền bắt đầu leo lên vách núi treo leo rời khỏi vực sâu tràn ngập tử khí này này đối với hắn mà nói là một khiêu chiến thật lớn quá trình leo lên vách núi làm cho trầm tường vô cùng phiền muộn bởi vì hắn ở bên trong tử khí màu đen kia cái gì cũng không nhìn thấy làm gia tăng độ khó sau khi gian khổ leo lên một ngày một đêm trầm tường rốt cục bò lên trên nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là sự tình khó có thể hoan thành, nhưng cũng bởi vì có thần mạch duyên cớ, lúc bò lên trên. Thu lấy rất nhiều linh khí nhập thể, thanh trừ mệt nhọc trong cơ thể hắn. Làm cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều long tinh hổ mãnh. chương 5, Tiết Tiên Tiên, 2. Sau khi trầm tường leo lên, bước lên đường về nhà, hắn không cách nào thấy bạch u u cùng tô mị. Giao trong giới chỉ, bất quá hắn lại có thể cảm ứng được các nàng hai vị tỷ tỷ, lúc nào các ngươi có thể truyền thụ thần công cùng ma công cho ta, trầm tường nóng. Ruột hỏi, đối với những thần công, ma công kia hắn đều rất tò mò. Thân thể của ngươi quá yếu, vẫn chưa thể tu luyện ma công của ta, thanh âm lạnh như băng của. Bạch u u truyền đến, tô mị giao nói rằng, thần công của ta bất cứ lúc nào cũng có thể tu luyện. Ngươi trở lại liền bắt đầu tu luyện đi. Đến thời điểm ta còn có thể dạy ngươi luyện chế đan dược, trong lòng trầm tường vui vẻ liền chạy như bay lên, Nam Vũ quốc, phía Nam Ngọa Hổ thành, nhân khẩu trăm vạn. Đây là một tòa thành phồn vinh khổng lồ. Bên trong tọa lạc một võ đạo thế gia có tiếng ở Nam Vũ quốc. Trầm gia, Trầm gia có mấy ngàn năm lịch sử, đến nay thực lực vẫn cường đại như cũ. Nội tình phong phú, có thể sừng sững không ngã mấy ngàn năm. Liền chứng minh Trầm gia cường đại, Trầm gia phú khả địch quốc. Là thế lực cường đại nhất bên trong Ngọa Hổ thành diện tích của trầm gia sơn trang có mấy ngàn mẫu trong sơn trang đình viện vô số hoa viên đông đảo hữu sơn hữu thủy mặc dù có người muốn lẻn vào trầm gia cũng sẽ lạc đường ở bên trong thiên hổ viên từ tên mà xem liền biết đây là phủ đệ của trầm thiên hổ làm người có địa vị hiển hách ở trầm gia có một tòa trạch viện to lớn cũng là chuyện rất bình thường cha ta đã trở về trầm tường về nhà liền vội vàng chạy về phía thư phòng hắn biết phụ thân hắn ở nơi nào, trầm thiên hồ cười ha ha nói. Tiểu tử thối ngươi rốt cục cũng trở lại. Ngươi có biết có một tiểu mỹ nhân đang đợi ngươi không? Ngươi còn nhớ rõ tiểu nha đầu tiết ra không? Sau này nàng sẽ là tiểu thê tử của ngươi, trầm tường hơi nhướng mày. Trong đầu nhất thời hiện ra một tiểu nha đầu xinh đẹp, đó là thời điểm hắn năm, sáu tuổi. Cha, chấm chấm, ngươi là nói tiết tiên tiên trầm tường hỏi đây là một thiên tri kiều nữ của tiết gia khi nàng còn bé đã từng đến trầm ra ở qua một quãng thời gian lúc đó cả ngày trầm tường chơi đùa cùng nàng hai người chơi rất vui vẻ sau đó liền đính hạ hôn ước trầm thiên hổ gật đầu không sai tiểu nhà đầu kia ở trong sơn trang ngươi vừa đi nàng đã tới rồi nàng là muốn gặp ngươi trầm thiên hổ nói xong mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ Trầm Tường cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy ngoài sân đang có một nữ tử thân thể như ngọc đi tới, nữ tử tóc dài xõa vai, toàn thân bạch y, trên đầu mang theo trang sức tỏa ánh kim quang. Thấy nữ tử này một thân trang phục giống như tiên nữ, Trầm Tường không khỏi nhìn sững sờ. Nữ tử kia bất quá 14, 15 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tú lệ, khiến người ta không thể nhìn gần, thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ thấy Trầm Tường khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp tràn đầy vui mừng nàng hô tiểu tường ca âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển rung động lòng người trầm tường thừa nhận tuy thiếu nữ này là tuổi dậy thì nhưng bất kể là khí chất hay là dung mạo đều có thể sánh vai với hai mỹ nhân ở trong giới chỉ của hắn huống chi thiếu nữ này vẫn chưa có phát dục hoàn toàn trầm tường nuốt nước bọt cười khan nói thực sự là nữ nhân ba ngày là khác tiểu nha đầu năm đó dĩ nhiên đã biến thành tiểu tiên nữ thiếu nữ này chính là thiên tri kiểu nữ của tiết gia tiết tiên tiên nhà đầu này là vị hôn thê của ta nội tâm trầm tường kích động hô nếu như là trước đây trong lòng trầm tường bao nhiêu sẽ có chút mụn nhọt bởi vì hắn không có linh mạch nhưng hiện tại hắn có âm dương thần mạch chỉ cần cho hắn thời gian đặt chân võ đạo đỉnh cao cũng không phải không có khả năng tiết tiên Tiên nhợt nhạt nở nụ cười, gò má khả ái lúm đồng tiền kia hiện lên đỏ ửng mê người. Trầm Tường nhìn ra lại là một trận thất thần, Trầm Thiên Hồ cười lớn một tiếng. Vỗ vai Trầm Tường, nói rằng các ngươi tự ôn chuyện đi, Trầm Tường lặng lẽ cười một tiếng. Liền vội vã chạy ra thư phòng, đi tới trong sân, Trầm Tường không nói hai lời. Kéo tay ngọc mềm mại không có xương kia của Tiết Tiên Tiên rời khỏi tầm mắt phụ thân hắn giống như khi còn bé bọn họ lén lút làm chuyện xấu, trầm tường mang theo một tiểu tiên nữ đi tới. Trạch viện của mình, dọc theo đường đi làm rất nhiều con cháu trầm ra mê mẩn. Tiên tiên, nàng muốn ở trầm ra ngốc bao lâu, trầm tường cười cợt xoa xoa lúng đồng tiền nhỏ trên. Mặt tiết tiên tiên, tiết tiên tiên chỉ là mặt lộ vẻ e thẹn, nhẹ giọng nói rằng, tiểu tường ca. Ta và phụ thân đi ngang qua ngọa hổ thành mới tới thăm ngươi một chút vì lẽ đó sẽ không ngốc bao lâu khi còn bé tiết tiên tiên là bởi vì mắc phải quái bệnh mới đến ngoạ hổ thành cần y khi đó thân thể tiết tiên tiên rất suy yếu dung mạo rất xấu rất nhỏ ở trầm gia cùng tiết gia thường thường đều bị người khi dễ lúc đó chỉ có trầm tường là chiếu cố nàng thường xuyên chơi đùa cùng nàng đoạn thời gian kia làm cho nàng rất vui vẻ hơn nữa trầm tường thường thường cổ vũ nàng làm cho nàng có thể kiên cường tranh đấu cùng ốm đau đưa cho nàng mấy hạt đan dược chân quý những chuyện này đều được tiết tiên tiên ghi nhớ trong lòng mặc dù nàng biết trầm tường không có linh mạch không có bất kỳ tiền đồ nàng cũng quyết định phải gả cho trầm tường trầm tường có chút mất mát hắn cũng vô cùng yêu thích tiết tiên tiên khi còn bé sau khi gia tộc xác định trầm tường không có linh mạch trầm tường cũng chưa có bạn chơi gì cho nên hắn và Tiết Tiên Tiên ở chung một chỗ rất vui vẻ. Tiểu Tường ca, nguyên bản gia tộc muốn giải trừ hôn ước cho ta và ngươi, nhưng ta không đồng ý. Cho nên bọn hắn cho ta cùng cha đi dược gia gặp gỡ Thiên Tài luyện đan kia, Tiết Tiên Tiên thấy. Sắc mặt trầm Tường thay đổi, liền khẽ cười nói, yên tâm đi. Ta chết cũng sẽ không gả cho gia hỏa dược gia kia. Nghe nói hắn rất xấu, Tiết Tiên Tiên 14. 15 tuổi thì có thực lực phàm võ cảnh tầng 6. Ở bên trong toàn bộ Nam Vũ Quốc xác thực là thiên tài trong thiên tài. Mà dược gia cũng có một thiên tài 16 tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ mới là một đôi. Chương 6, Tứ Tượng Thần Công Trầm tường rất bình tĩnh, hắn có âm dương thần mạch. Còn có hai nữ nhân lợi hại không rõ lai lịch chỉ đạo hắn tu luyện hắn có lòng tin ở trong thời gian ngắn đặt đến cảnh giới tối cao trầm tường nhếch miệng nở nụ cười đưa tay sờ gò má thanh nhã của tiết tiên tiên cười nói tiên tiên người đi dược gia liền nói ngươi có vị hôn phu hắn không phục liền để hắn tới khiêu chiến ta thấy trầm tường tự tin như thế tiết tiên tiên cũng phi thường vui mừng nàng kiễng mũi chân hôn môi trầm tường một thoáng sau đó cúi thấp đầu đỏ mặt nói rằng tiểu tường ca ngươi phải nỗ lực lên ta lo lắng gia tộc của ta sẽ không tiếc tất cả chia rẽ chúng ta, nói xong. Tiết tiên tiên nhẹ nhàng vút qua, như yến lướt ra khỏi sân, thân pháp phiêu giật. Mà trầm tường vẫn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trong đầu không ngừng tái diễn trong nháy mắt tiết tiên tiên hôn môi hắn, trầm tường liếm liếm. Môi, cười nói, tiểu nha đầu này vẫn đúng là trưởng thành rất nhiều. Tiểu tử, ngươi nói tiểu tiên nữ của ngươi xinh đẹp hay là sư tỉ muội chúng ta xinh đẹp, đột nhiên trong đầu trầm tường xuất hiện một âm thanh kiều. Mị, đây là âm thanh của tô mị giao, trầm tường ho khan hai tiếng, cười nói. Chỉ cần là thê tử của ta đều sẽ xinh đẹp, khà khà, các nàng đương nhiên cũng rất xinh đẹp. Đúng rồi, mị giao tỷ tỷ nhanh truyền thụ những thần công kia cho ta một chút. Còn có luyện đan gì đó nữa? Hỗn tiểu tử, ngươi này là có ý gì? Tô mị giao nói. Không có gì trầm tường vò đầu cười khúc khích. Trong con ngươi hiện ra một vệt dị dạng vì không để cho tiết tiên tiên thất vọng. Trầm tường dự định ngày đêm không ngủ. Cố gắng gấp bội đi tu luyện ngón tay mà trầm tường mang theo nhận ẩn hình đột nhiên lóe lên một. Tia hào quang nhỏ yếu chỉ thấy bạch u u cùng tô mị dao xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên người các nàng đều mặc quần áo màu tím càng cao quý đoan trang hơn trầm tường suy đoán đây là được lưu giữ trong giới chỉ kia lúc này là buổi chiều ánh nắng còn rất gay gắt nhưng hai nữ nhân tiệt sắc này thật giống như vô cùng hưởng thụ loại ánh mặt trời làm cho người ta chán ghét này nơi này linh khí thật kém không dựa vào đan dược khó có thể tiến vào chân vũ cảnh tô mị dao ngửa đầu nhìn liệt dương lẩm bẩm trầm tường có chút đau đầu hai nữ nhân này dĩ nhiên có thể tự do ra vào chiếc nhẫn kia hơn nữa các nàng còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài trầm tường theo các nàng tiến vào trong gian phòng bên trong không phải rất lớn chỉ có một bốn phòng ở trầm da to như vậy mà nói xem như là rất nhỏ trong tiểu sành tô mị dao cùng bạch u u uống linh trà mà trầm tường pha đây cũng là đồ vật trầm tường cất giấu bình thường chính hắn cũng không nợ uống ở loại địa phương linh khí mỏng manh này Người muốn nhanh chóng tăng lên chỉ có thông qua đan dược, bất quá trước đó. Người cần phải tu luyện ra chân khí chi hỏa, người có âm dương thần mạch. Này đối với người mà nói cũng không phải là rất khó, tô mị dao nói, trầm tường gật đầu. Nói rằng, kính xin mị dao tỷ chỉ giáo. Người tới đây, trước tiên ta truyền dạy cho ngươi thái cực thần công cùng tứ tượng thần công tô. Mị dao nũng nịu nói rằng, nàng vỗ về mái tóc rất là lả lơi quyến rũ bởi vì trầm tường có tiềm lực vô hạn tô mị giao cũng muốn cố gắng bồi dưỡng hắn lên như vậy sau đó nàng cũng có thể có một người lợi hại giúp đỡ tô mị giao đem tay nhỏ đặt ở trên chán trầm tường sau đó nhấn vào mà trong đầu trầm tường cũng xuất hiện rất nhiều văn tự mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu nhưng sau đó hắn lại bất chi bất giác thông hiểu đạo lý tô mị giao nói rằng đây là ta dụng thần thức truyền công cho ngươi ta không chỉ có truyền thần công cho ngươi còn truyền cho ngươi những lý giải của ta đối với thần công. Cho nên ngươi chỉ cần chiếu theo tu luyện là được, trong lòng trầm tường hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Mị Dao này lại có thể dùng thần thức. Thần thức là phàm võ cảnh tầng 6 mới có thể tu luyện ra. Là lực lượng tinh thần cùng chân lực dung hợp lại cùng nhau sinh ra. Là một loại sức mạnh tinh thần vô hình, vô cùng thần dị. Đối với sự tình của chúng ta ngươi nhất định phải bảo mật tuyệt không thể nói cho bất luận người nào. Kể cả tiểu thê tử kia của ngươi, bạch u u thần tình nghiêm túc. Lạnh lùng nói rằng, tô mị giao nói rằng, ta có thể nói cho ngươi biết. Kẻ thù của ta cùng sư tỷ rất nhiều. Những kẻ thù này tùy tiện một cái đều có thể dùng đầu ngón tay bóp chết ngươi. Cho nên nhất định ngươi phải bảo mật. Mà chúng ta cũng sẽ không tùy tiện từ trong giới chỉ đi ra, trong lòng trầm tường kinh hãi hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên thu dung hai nữ nhân nguy hiểm như vậy hắn vội vàng gật đầu mà bạch u u cùng tô mị giao cũng đột nhiên biến mất tiến vào trong giới chỉ kiệt thái cực thần công tứ tượng thần công mặc dù chỉ là một phần nhỏ mà thôi nhưng trầm tường lại kích động cực kỳ dù sao không phải là người nào đều có thể tu luyện thần công ở trên thế giới võ đạo này võ công chia làm phàm cấp linh cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp thần cấp lại phân thượng hạ thừa, đan dược cũng là phân chia như thế. Chẳng qua là chia làm thượng trung hạ tam phẩm, võ công thiên cấp cũng là phi thường hiếm thấy. Võ công thần cấp thì càng thêm hy hữu, thần công. Đây chính là thần công mà thần linh trong truyền thuyết tu luyện, vô cùng cường đại. Sau khi tu luyện, có thể nắm giữ sức mạnh rời sông lấp biển, triệu hoán sấm sét Thậm chí còn có thể nghịch thiên cải mệnh phá toái hư không? phi thăng thành thần thái cực thần công là chủ công pháp là chuyên môn luyện khí luyện thể là một môn tâm pháp phi thường thâm ảo cùng cường đại mà tứ tượng thần công chia làm bốn bộ phận theo thứ tự là thanh long thần công bạch hổ thần công chu tước thần công huyền vũ thần công bao hàm toàn diện bốn môn thần công này là công kích hoặc là phòng ngự phụ trợ sau khi tu luyện có thể thi triển vũ kỹ cường đại trầm tường đi tới hậu viện những cây cối xanh tươi ướt át này hô hấp không khí trong lành lúc này hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được ngũ hành linh khí trong thiên địa linh mạch phổ thông là thuộc về tính chất mà âm dương thần mạch của trầm tường lại đại diện cho thiên địa ngũ hành cho nên hắn có thể tu luyện ngũ hành chân khí mặc dù thái cực thần công là tâm pháp luyện công huyền ảo nhưng sau khi trải qua tô mị giao dùng thần thức truyền công trầm tường có thể thông hiểu đạo lý hắn vận chuyển thái cực thần công. Thái cực âm dương đồ trong đan điền hắn liền lập tức xoay tròn. Thiên địa linh khí nhất thời tuôn gia nhập vào bên trong thân thể của hắn. Chương 7, khiêu chiến 1. Thượng phẩm linh mạch tốc độ hấp thu linh khí cũng là rất nhanh rồi. Thần mạch thì càng thêm không cần phải nói. Lúc này trầm tường ngồi xếp bằng, vận chuyển thái cực thần công. Linh khí tiến vào thân thể của hắn, lập tức bị hắn tinh luyện hóa thành một cỗ dòng nước ấm trắng tinh, đi khắp xương cốt, bắp thịt. Kinh mạch ở trong thân thể của hắn, muốn trở thành một võ giả cường đại. Liền phải nội ngoại kiêm tu. Hiện tại trầm tường chính là đang cường hóa bên trong thân thể. Làm bên trong thân thể của hắn đản sinh ra một loại khí lưu ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Kia chính là chân khí, trầm tường bất chi bất giác tiến vào trạng thái tu luyện linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể trầm tường nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ bị sợ bắn cả người nắm giữ âm dương thần mạch cùng thái cực thần công có thể làm cho hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí mà thái cực thần công có thể nhanh chóng luyện hóa linh khí thành chân khí bởi vậy hắn mới có thể tăng nhanh như gió mà bây giờ trầm tường nắm giữ thái cực thần công cùng tứ tượng thần công đều là võ công thần cấp hắn muốn phát huy ra uy lực thần công phải nắm giữ chân khí càng thêm tinh thần thanh long thần công cùng bạch hổ thần công là lực mạnh nhất công kích chu tước thần công chủ yếu là phương diện hỏa diễm huyền vũ thần công chính là phòng ngự tu luyện chân khí đến đại thừa có thể ngưng tụ ra hình thái ở trong đan điền nếu như trầm tường tu luyện tứ tượng thần công đến thời điểm ở bên trong đan điền hắn sẽ ngưng tụ ra thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ. Hình tượng bốn thần thú, chuyện này ý nghĩa là trầm tường một người nhưng tu luyện thành bốn. Người, mặc dù sẽ làm cho hắn rất cực khổ, nhưng sức mạnh hắn nắm giữ sẽ vượt qua người thường bốn lần, lượng lớn linh khí tràn vào bên. Trong thân thể của hắn, bị hắn vận chuyển thái cực thần công luyện hóa thành chân khí tinh. Thuần, chân khí lưu động ở bên trong thân thể của hắn làm cho kinh mạch ở bên trong thân thể của hắn trở nên càng thêm trắng kiện, sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời ấm áp hợp lòng người bắn vào hậu viện, chiếu vào trên người Trầm Tường. Trầm Tường mở mắt ra, hai mắt như điện. Xương mù màu trắng lượn lờ quanh thân thể của hắn nhất thời tản ra. Chỉ thấy trên người hắn tràn đầy vết bẩn màu đen. Lúc này hắn đã tiến vào phàm võ cảnh tầng thứ 4, phàm võ cảnh 4 đến 6 tầng lại là một cái giai đoạn bây giờ trầm tường đạt tới tầng thứ 4, thông mạch cảnh. Bước quá một bình cảnh quấy nhiễu hắn nhiều năm, hai mắt trầm tường hơi nhắm lại. Ngưng thần quan sát thái cực âm dương đồ bên trong thân thể hắn trong. Phát hiện bên trong thái cực âm dương đồ xuất hiện năm vòng xoáy chân khí. Phân biệt ở tứ phương cùng trung tâm. Mà người bình thường chỉ có một cái, nhưng bây giờ hắn có đến năm cái trình độ tinh thuần chân khí của hắn có thể tưởng tượng được ra, dựa vào trình độ chân khí của hắn, thực lực của hắn có thể ép thẳng tới phàm võ cảnh tầng 5. Rốt cục bước vào phàm võ cảnh tầng 4. Sau này lão tử không cần đi hái thuốc cho những lão gia hỏa kia rồi, trong lòng trầm tường mừng. Như điên, chỉ là trong một đêm hắn đã đột phá, mà khi hắn nghĩ tới tiết tiên tiên 15 tuổi. Liền tiến vào phàm võ cảnh tầng 6, tâm tình của hắn lại bình tĩnh lại nghĩ đến thiên tài luyện dược sư của dược gia đánh chủ ý vị hôn thê của hắn trong lòng trầm tường hung ác hắn muốn càng thêm hăng hái tu luyện sau đó đi tới dược gia dùng phương thức khiêu chiến đánh bại thiên tài luyện đan sư này hiện tại liền bắt đầu tu luyện thanh long thần công tô mị giao nói rằng thần thức nàng khôi phục không ít có thể thấy rõ biến hóa bên ngoài tứ tư tượng thần công nói tóm lại chỉ là một môn thần công mà thôi nhưng trong đó bao hàm toàn diện bên trong liền thông cả quyền pháp trưởng pháp chân pháp khinh công sau khi thông hiểu đạo lý muốn thi triển thế nào thì thi triển thế ấy vô cùng huyền diệu thanh long là mộc thuộc tính bên trong mộc thuộc tính lại có phong cùng lôi vì lẽ đó tu luyện thanh long thần công có thể thi triển ra võ công có được lực lượng sấm gió trầm tường thanh tẩy thân thể sau khi ăn no nê liền đến trong hậu viện tiếp tục tu luyện Thanh Long thần công, Thái Cực thần công cùng tứ tượng. Thần công đã hòa tan vào bên trong linh hồn của hắn, bất kể là cao thâm huyền ảo cỡ nào, hắn đều có thể hiểu được, nửa ngày trôi qua, trầm tường dựa theo Thanh Long thần công vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chỉ thấy thân thể của hắn lúc thì tràn ra xanh sắc nhu quang. Bên trong ánh sáng màu xanh lập lòe từng tia từng tia sấm sét đồng thời còn có một trận gió nhẹ từ trong thân thể trầm tường lướt nhẹ đi ra, hiện tại trầm. Tường đã nắm giữ từ bên trong chân khí mộc thuộc tính thả ra lực lượng sấm sét cùng phong. Chỉ bất quá loại trình độ này còn chưa đủ. Nếu có thể chuyển hóa chân khí mộc thuộc tính thành sấm sét cường đại và cuồng phong mới có thể. Thì triển vũ kỹ bên trong thanh long thần công, trầm tường khống chế chân khí mộc thuộc tính trong cơ thể, lấy một loại phương thức kỳ dị lưu động ở trong kinh mạch tuần hoàn lưu động. Phương thức chân khí lưu động rất quỷ dị, lúc nhanh lúc chậm. Có đôi khi giống như đại giang tuôn trào, có đôi khi lại giống như nước suối róc rách. Sau một tháng, đêm khuya, trên đỉnh núi một ngọn núi cao trong rừng, lập lè lúc thì xanh mang. Nơi xa xa nhìn lại, giống như một ngôi sao dáng lâm đỉnh núi vì phòng ngừa tu luyện gợi ra dị tượng bị người phát hiện trầm tường mượn hái thuốc làm do đi tới trong rừng núi xa xôi tu luyện trầm tường vì có thể thu lấy càng nhiều linh khí vì có thể cảm ứng được phong cùng lôi trong thiên địa hắn bỏ đến trên đỉnh núi lúc này chỉ thấy tầng mây trên đỉnh núi sôi trào cuồng phong gào thét tình cờ trong lúc đó tầng mây lập lè ra từng đạo từng đạo sấm sét sấm sét rơi thẳng mà xuống đánh ở trên đỉnh núi dường như muốn bổ đỉnh núi ra loại dị tượng kinh người này chính là trầm tường tu luyện thanh long thần công gây ra cuồng phong thiên lôi chớp giật đều là hắn tu luyện cả ngày dẫn dắt đến giờ khác này sấm sét nhắm đánh trên thân thể của hắn chẳng những có thể rèn luyện thân thể của hắn đồng thời còn có thể làm cho hắn thu lấy lôi điện chi lực cường hãn nhập thể loại cử động này có thể nói là điên cuồng phải biết sấm sét kia là một loại thiên tượng có lực hủy diệt lớn nhất cho dù là võ giả bước vào chân vũ cảnh cũng không dám tùy ý đối mặt nhưng trầm tường tu luyện thanh long thần công lại cần dùng thiên lôi phụ trợ cảnh tượng kỳ dị này vẫn kéo dài đến nửa đêm mới đình chỉ mà trầm tường bởi vì chịu đựng thống khổ mà vặn vẹo mặt cũng chậm chậm khôi phục lại y phục trên người hắn đã sớm bị phách nát bét hơn nữa còn có rất nhiều vết thương cháy đen bốc khói bất quá trên mặt những vết thương này đều lập lòe ánh sáng màu xanh ánh sáng màu xanh nồng nặc khí tức mộc thuộc tính chữa trị thương thế điểm ấy thống khổ đáng là gì ta muốn cường đại lên song quyền trầm tường nắm chặt trong lòng hò hét chịu đựng từng đợt từng đợt xét đánh kia cắn răng chịu đựng thống khổ để sấm xét rèn luyện thân thể hắn không hổ là thần công chẳng những có thể gợi ra dị tượng còn có thể để thân thể chịu đựng được sấm sét nhắm đánh, rèn luyện thân thể. Để thân thể càng cường tráng hơn. Chương 8: Khiêu chiến 2. Mấy ngày trôi qua, thân thể trầm tường bị lôi điện nhắm đánh. Lúc này hắn đã hoàn thành cơ sở tôi luyện thân thể, hai mắt trầm tường mở to. Hai đạo sấm sét từ trong con ngươi kiên nghị kia bắn ra, rất là kinh người. Thần công chính là thần công, quả nhiên không phải những võ công phàm tục có thể so sánh chỉ là một tháng, liền để ta tiến vào phàm võ cảnh tầng 5, lúc này hắn đã tiến vào phàm võ. Cảnh tầng thứ 5, trầm tường quan sát năm vòng xoáy chân khí trong đan điền. Chỉ cần lại lớn mạnh hơn một chút, có thể làm cho hắn tùy tâm điều khiển chân khí. Đây chính là phàm võ cảnh tầng 5 chân khí cảnh, hắn 16 tuổi. Nắm giữ thực lực phàm võ cảnh 5 tầng. Cũng coi như là thiên tài rồi, trầm tường nhìn hai tay bốc lên chân khí một đỏ một thanh một là chân khí hỏa thuộc tính một là chân khí mộc thuộc tính nói rõ hắn đã bước đầu nắm giữ thanh long thần công cùng chu tước thần công lúc này trầm tường chỉ cảm giác mình giống như thoát thai hoán cốt bất kể là thân thể hay là chân khí đều cực kỳ mạnh mẽ dù sao đây chính là chân khí do tu luyện thần công ngưng tụ đi ra tu luyện thần công rèn luyện ra thân thể lúc này trầm tường mới hiểu được tại sao thần công là thần công, đó là công pháp có thể để người ta tu luyện thành thần. Nơi này linh khí quá kém, người muốn tăng nhanh như gió, chỉ có thể thông qua đan dược. Bây giờ ngươi có thể thả chân khí chi hỏa. Có thể bắt đầu học tập luyện đan, tô mị giao truyền âm cho hắn nói, tô mị giao cùng bạch u u cũng. Hy vọng trầm tường có thể nhanh trưởng thành lên một chút. Như vậy các nàng cũng có thể sớm ngày khôi phục thực lực không có bất luận sức mạnh tình cảnh nào làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi a à, đây không phải là trầm đại công tử sao dược gia thiên tài luyện đan sư đối phát khiêu chiến với ngươi nói muốn so đấu thuật luyện đan cùng luận võ với ngươi trầm tường vừa bước vào cửa lớn trầm ra đã nhìn thấy một thiếu niên mặt đầy ngạo mạn nói với hắn khiêu chiến chuyện khi nào trong lòng trầm tường kinh ngạc là vì hắn đã đi ra ngoài chừng 10 ngày, thiếu niên kia xem thường cười nói. Nguyên lai like ngươi là không biết, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sợ trốn đi rồi. Đây là sự tình 10 ngày trước, ai bảo vị hôn thê kia của ngươi bị dược ra thiên tài người ta. Nhìn chúng, lần này ngươi xui xẻo rồi, trầm tường đã có kích động muốn đánh ngươi. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, cười nói, trầm trấn hoa. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé bị ta đánh ấp sấp hay không? bây giờ ngươi đến không phải là muốn xem ta xấu mặt chứ thiếu niên này tên là trầm trấn hoa là nhi tử của một thống lĩnh chi nhánh chính trầm gia chi nhánh của trầm gia rất nhiều trải rộng các nơi trong nam vũ quốc những thống lĩnh này cũng vô cùng cường hãn chỉ có một ít việc trọng yếu bọn họ mới có thể tụ tập đến trong sơn trang trầm gia trầm trấn hoa rất tức giận nhưng hắn vẫn nhịn xuống cười khẩy nói đương nhiên là tới thăm ngươi một chút, coi ngươi bị thiên tài dược ra đánh như thế nào. Ta rất muốn nhìn ngươi thua vị hôn thê dung mạo như thiên tiên kia như thế nào, nói xong. Trầm chấn hoa cười lớn rời đi, trầm tường hừ một tiếng, bước nhanh rời khỏi. Hắn đi tìm phụ thân, trên đường hắn trở về, liền nghe nói trầm ra đã xảy ra chuyện. Vì lẽ đó những chi nhánh thống lĩnh này mới trở về, thiên hổ viên. Trong một thư phòng, trầm tường vội vã chạy vào, vội vàng hỏi, cha ra ra lui khỏi vị trí tộc trưởng này có thật không thần tình trầm thiên hổ ngưng trọng gật đầu nói thật sự ra ra ngươi lui ẩn hẳn là đi tìm những môn phái võ đạo lớn học tập thống lĩnh các chi nhánh trầm gia đều lục tục trở về tranh đoạt vị trí tộc trưởng trầm gia tộc trưởng thoái vị chuyện này ý nghĩa là muốn chọn gia tộc trưởng mới đến thời điểm có thể sẽ phát sinh rất nhiều sự tình bởi vì bao năm qua trầm gia tuyển tộc trưởng đều sẽ phát sinh rất nhiều tranh đấu thụ thương là không thể tránh được lên làm tộc trưởng võ đạo thế gia có thể nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng nắm giữ tài nguyên phong phú làm rất nhiều người liều mạng cũng muốn tranh đoạt phụ thân trầm tường cũng sẽ tranh đoạt vị trí tộc trưởng đến thời điểm đó tất nhiên trầm tường sẽ bị cuốn vào nếu như hắn không có thực lực đây chính là tương đối nguy hiểm vị trí trầm gia tộc trưởng xưa nay không truyền thừa, đều là dựa vào tranh đoạt mà đến. Dù sao đây là một thế giới thực lực vi tôn. Chỉ có bày ra thực lực cường hãn mới có thể làm cho người khác tín phục. Vì lẽ đó muốn làm trầm gia tộc trưởng Phải dùng võ phục nhân, trầm tường thấy sắc mặt trầm thiên hổ rất ngưng trọng, cẩn trọng hỏi. Cha, rất vướng tay chân sao, trầm thiên hổ than nhẹ một tiếng, nói rằng, rất vướng tay chân. Người tranh đoạt vị trí tộc trưởng cùng ta sẽ có mấy cái trong đó có hai huynh đệ mà ta cố kỵ nhất. Không nói cái này, dược ra thiên tài phát khiêu chiến với ngươi. Người đi từ chối hắn đi, từ chối. Sau khi trầm tường biết được chuyện khiêu chiến liền chưa hề nghĩ tới muốn cự tuyệt. Bây giờ hắn là phàm võ cảnh tầng 5, hơn nữa còn người mang thần công. Bởi vì hắn tu luyện thái cực thần công có thể nội liễm khí tức. Vì lẽ đó trầm thiên hổ không thể phát hiện nhi tử mình tăng nhanh như gió cha ta tuyệt không có thể làm cho tiết ra cùng dược ra coi thường ta muốn ứng chiến ánh mắt trầm tường kiên định mục đầy chiến ý trên người nhất thời bốc lên một cỗ chân khí tinh khiết điều này làm cho con ngươi trầm thiên hồ co rút lại trong lòng khiếp sợ hắn có thể từ cỗ chân khí kia nhìn ra con trai hắn vượt xa quá khứ trầm thiên hồ có thể nghĩ đến nhi tử mình nhất định xảy ra cái gì nhưng hắn cũng không hỏi nhiều có thể thấy nhi tử mình cường đại lên hắn cũng rất vui vẻ bàn tay lớn của trầm thiên hổ khoát lên trên bả vai trầm tường cười to nói cha ủng hộ ngươi nhất định phải làm cho dược gia biết cái gì mới gọi là thiên ngoại hữu thiên trầm tường cười khan nói cha vậy ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không tuy trầm tường có một phụ thân lợi hại nhưng mình lại rất nghèo hơn nữa phụ thân hắn lo lắng hắn sẽ biến thành công tử bột vì lẽ đó vẫn sinh hoạt rất mộc mạc mới đưa đến chuyện đường đường là tôn tử của tộc trưởng nhưng xem ra rất chán nản, tuy rằng trầm thiên hổ lợi hại, nhưng vì tăng lên thực lực chính mình. Vì trợ giúp Trầm Tường thu thập đan dược cũng tốn không ít. Cho nên hắn không cho phép Trầm Tường xài tiền bậy bạ. Công dụng gì? Ta muốn mua chút linh dược để trồng." Trầm Tường thấp giọng nói, "Con ngươi chuyển động. Chương 9, chân khí chi hòa. Trồng linh dược, đây chính là chuyện rất cần kinh nghiệm, hơn nữa cần chăm sóc tỉ mỉ. Bình thường người trồng linh dược tất cả đều là người luyện đan, đều là một ít lão đầu tóc bạc phơ. Người trẻ tuổi trồng linh dược đây chính là phi thường ít có, thứ nhất không có kinh nghiệm. Thứ hai không có kiên trì, phải biết có chút linh dược phải cần rất nhiều năm tháng mới có thể thành thục, Trầm Thiên Hồ cũng là lần đầu tiên thấy có một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi muốn chồng linh dược bất quá hắn thấy trầm tường rất tự tin cũng nhịn đau móc ra một cái túi đựng đô nếu như ngươi đùa giỡn ta sẽ đánh nát cái mông của ngươi cho ngươi trong vòng một tháng cảm thấy ngồi ghế là ác mộng trầm thiên hồ âm trầm nở nụ cười làm cho trầm tường dùng mình một cái ba ngàn đại linh thạch nếu như ngươi không có tự tin để này ba ngàn đại đại linh thạch này tăng gấp đôi sau đó cũng đừng hỏi tiền ta trầm thiên hổ lấy ra một tấm ngân phiếu nói trầm tường cười nhận lấy nói rằng yên tâm đi ta muốn trở thành luyện đan sư trẻ nhất trầm gia trong lòng trầm thiên hổ cả kinh hắn tự nhiên biết hiện tại trầm tường đã không phải là trầm tường không có linh mạch kia trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng nếu như đúng là nói như vậy như vậy sẽ làm cho trầm gia càng cường đại hơn phải biết trầm gia đã nhiều năm chưa từng sinh ra luyện đan sư trầm thiên hồ cười lớn một tiếng vậy thì cút nhanh lên nếu ngươi không làm ra điểm cho trống gì ngươi chờ bị đánh đi ta đi giúp ngươi đáp lại dược gia trầm tường bắt được ba ngàn đại linh thạch vội vã rời khỏi trầm tường tu luyện thanh long thần công là mộc thuộc tính ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực bàng bạc thanh long chân khí đối với linh dược sinh trưởng có trợ giúp rất lớn huống chi bên trong thanh long thần công lại có một công pháp chuyên môn phụ trợ trồng linh. Dượng là long tiên công, sau khi thi triển long tiên công. Liền có thể thông qua thanh long chân khí trong cơ thể ngưng tụ ra một loại chất lỏng thần ký. Dùng loại chất lỏng này có thể làm cho linh dược gia tốc sinh trưởng mà hắn tu luyện chu tước. Thần công có thể thả ra hỏa diễm, đây chính là hỏa diễm thông qua tu luyện thần công mà có luyện đan tự nhiên là điều chắc chắn, tứ tượng thần công, bên trong bao hàm toàn diện. Có rất nhiều pháp môn lợi hại, chỉ là bởi vì thực lực trầm tường vẫn không có đủ nên không thể. Tu luyện, lúc này trầm tường có 3.000 đại linh thạch, tương đương với 300.000 tiểu linh thạch. Nhưng như thế vẫn chưa đủ mua một hạt tẩy tủy đan phàm cấp trung phẩm. Có thể thấy được đan dược là đắt giá cỡ nào, cũng không phải võ giả bình thường có thể ăn được nên bán đan dược tiện nghi nhất cũng là như thế, toàn bộ Ngọa Hổ Thành cũng chỉ có một chỗ. Chuyên môn bán đan dược, đó chính là Linh Đan Các, đây là một kiến trúc bốn tầng. Tuy lớn đến không tính được, nhưng đồ vật bán bên trong đều rất đắt. Hơn nữa ở mặt sau Linh Đan Các còn có trang viên trăm mẫu. Đó là địa phương chuyên môn trồng linh dược, tuy Linh Đan Các không phải thế lực hình thức ra, tộc nhưng cũng không kém, bên trong cao thủ rất nhiều đại đa số cũng là vì đan dược mà tọa chấn ở linh đan các. Mà luyện đan sư bên trong thì được coi như là tổ tông. Dù sao đan dược rất ít ỏi, nhưng chỗ tốt lại rất lớn, có thể làm cho võ giả tăng tu vi lên. Tăng cường thực lực, để thân thể trở nên càng cường đại hơn, trầm tường đi tới bên trong linh. Đan các ở trong này chung quanh đều tỏa khắp mùi thuốc thấm vào lòng người. Làm cho người chọn mua đan dược trong này cảm thấy rất sảng khoái, trong này có rất nhiều quầy hàng, mỗi quầy hàng bán đan dược cũng khác nhau, có chỉ bán linh đan. Có chỉ bán linh dược, trầm tường đến trước đó. Tô Mị Giao nói cho hắn biết phải từ đan dược sơ cấp nhất bắt đầu luyện lên. Cho nên hắn dự định trước tiên luyện chế phàm cấp hạ phẩm tôi thể đan. Loại đan dược này giá rất tiện nghi, một hạt khoảng chừng 700 đại linh tệ. Phàm võ cảnh tầng 4 trở xuống ăn vào đều có trợ giúp rất lớn. Vị công tử này, linh đan là ở bên kia, nơi này chuyên môn bán linh dược một nữ tử đứng quầy vui tê nói rằng người trong linh đan các cũng không phải rất nhiều trầm tường đi dạo ở bên trong ngược lại cũng vô cùng đáng chú ý bất quá thái độ của người ở bên trong linh đan các vô cùng tốt mặc dù thấy trầm tường ăn mặc đơn sơ nhưng chắc chắn sẽ không coi thường bởi vì bên trong linh đan các từng xuất hiện rất nhiều người thâm tàng bất lộ bình thường đều là xem ra rất phổ thông ta muốn mua chút linh dược non luyện chế tôi thể đan không biết nơi này có bán hay không trầm tường bước qua hướng về nữ tử mỹ lệ kia dò hỏi rất ít người đến mua cây non bởi vì người có năng lực trồng linh dược không nhiều mà có năng lực trồng thì bình thường không cần đến mua bởi vì đại đa số bọn hắn đều phụ thuộc ở bên trong một thế lực lớn phụ trách quản lý dược viên cùng luyện đan ở bên trong đây đều là nhân vật được thế lực một phương coi như bảo bối rất ít đi ra làm việc nữ tử kia hơi kinh ngạc bất quá vẫn là mang theo nụ cười ngọt ngào nói rằng đương nhiên là có luyện chế tôi thể đan cần bốn loại tài liệu giá cả đều tương đồng cây non khá là tiện nghi một trăm đại linh thạch một gốc dược liệu cần thiết của tôi thể đan là thanh linh thảo huyết nguyên hoa huyền minh hoa linh diệp thảo trầm tường suy nghĩ một chút nói rằng cho ta 5 phần, 1 phần 400 đại linh thạch, 5 phần chính là 2 ngàn. Trầm thiên hổ cho hắn 3 ngàn đại linh thạch lập tức mất đi hơn nửa. Đan dược này quả nhiên không phải người bình thường có thể chơi nổi, nữ tử kia hơi cả kinh. Nàng nghĩ không ra công tử nhà ai bên trong ngọa hổ thành. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu tu luyện luyện đan thuật hơn nữa còn hiểu được chồng linh dược. Chờ một lát ta liền đi lấy cho ngươi, nữ tử cũng không lo lắng trầm tường nói giỡn với nàng. Người nói giỡn bên trong linh đan các cũng có, chỉ bất quá hậu quả rất nghiêm trọng. A à, ai vậy ta, một thiếu niên anh tuấn mặc bạch y hào hoa phú quý. Cầm trong tay quạt giấy từ trên thang lầu đi xuống, nhìn trầm tường khinh miệt mà nói, lầu trên linh đan các là nơi bán đan dược cấp bậc càng cao. Hơn, người có thể đi tới đều là quý khách của linh đan các. Lẽ nào con mắt của ngươi sinh trưởng trên mông, sinh trưởng ở trên miệng? Trợn tròn mắt nói phí lời, Trầm Tường bĩu môi nói, thiếu niên kia là Trầm Chấn Hoa. Hắn và Trầm Tường cùng tuổi, cũng là người có tư chất thượng thừa. Tuổi còn trẻ liền tiến vào phàm võ cảnh tầng 4, hơn nữa chuẩn bị tiến vào phàm võ cảnh tầng 5, mặt Trầm Chấn Hoa lập tức đổi xanh. Trầm Tường, ta thừa nhận khi còn bé ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không có linh mạch hiện tại một tay của ta liền có thể giải quyết ngươi, hiện tại trầm tường chính là phàm võ cảnh. Tầng 5, mặc kệ người tầng 4 mạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn đương nhiên chỉ xem câu nói này như chuyện cười. Đây chính là trầm tường. Tôn tử trầm gia tộc trường. Có người nói hắn không có linh mạch cũng có thể tiến vào phàm võ. Cảnh tầng 3, xem ra đây đều là dùng đan dược chất lên thành một thiếu nữ tuyệt mỹ ở phía sau trầm chấn hoa dùng ánh mắt xem thường quét nhìn trầm tường một chút, trầm tường nhận ra được cô. Gái này, đó là con gái của ngọa hổ thành thành chủ. Thực sự là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không nghĩ tới con gái thành chủ sẽ nông cạn như vậy. Ở chung một chỗ cùng một gia hỏa như thế. chương 10, Long Tiên Công. Trầm tường ngoài cười nhưng trong không cười nói, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Bây giờ hắn có thực lực tuyệt đối, nhiều năm qua nhận hết chê cười vì đạt được thực lực mà nỗ lực phấn đấu. Ở trong lòng so với mấy thiếu nam thiếu nữ tranh cường háo thắng này thành thục hơn nhiều. Lắm, thấy trầm tường quay đầu không tiếp tục để ý tới bọn họ. Trầm chấn hoa cùng thiếu nữ kia đều có chút phẫn nộ. Mà trầm chấn hoa lại muốn ở trước mặt con gái thành chủ ra chút danh tiếng. Cho nên hắn hướng trầm tường bước qua. Công tử, đây là cây non linh dược ngài muốn, nữ tử kia đi tới. Từ bao chữ vật lấy ra rất nhiều bọc giấy, trầm tường dĩ nhiên đến mua cây non linh dược. Điều này làm cho Trầm Chấn Hoa hơi kinh ngạc, nhưng hắn chỉ khinh miệt cười nói, "Trầm Tường, người không có linh mạch đừng vọng tưởng trồng linh dược. Người đừng nói với ta ngươi muốn làm một luyện đan sư. Cái này quá buồn cười, người ở bên trong linh đan các không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Hơn nữa đều rất yên tĩnh, lúc này bọn họ nghe thấy một người không có linh mạch muốn trở thành Luyện đan sư, không khỏi hiếu kỳ nhìn sang, tiếng tăm của trầm tường ở trong thành không nhỏ. Dù sao gia gia của hắn cũng là tộc trưởng, phụ thân hắn lại là một nhân vật có tiếng. Nhưng chỉ là hắn không có linh mạch. Vì lẽ đó rất nhiều người thời điểm nói đến trầm gia tộc trưởng hoặc là trầm thiên hồ. Đều là thở dài, trầm tường im lặng không lên tiếng. Trả tiền liền thu những dược cây linh non này cẩn thận đối với ánh mắt của mọi người làm như không thấy, ngay lúc hắn muốn rời đi. Trầm chấn hoa cười lạnh nói, một tên phế vật mà thôi. Dùng bao nhiêu linh dược đều là uổng phí, trầm tường hơi nhướng mày, nói hắn không có linh mạch. trêu chọc vài câu thì cũng thôi, nhưng ở trước mặt hắn nói hắn là phế vật. Hắn liền không cách nào khoan dung, mọi người thấy con cháu trầm ra phát sinh tranh đấu trong lòng đều rất vui vẻ bởi vì bọn hắn biết có trò hay để nhìn trầm tường xoay người lại nhìn trầm chấn hoa cao ngạo ngang ngược hắn xòe năm ngón tay chỉ thấy lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc lên một đoàn hỏa diễm khí tức nóng rực hướng về bốn phía chỉ là trong chớp mát rất nhiều người liền cảm giác dường như mình ở trong một lò hỏa diễm ở bên trong linh đan các người có ánh mắt không ít bọn hắn đều biết rõ loại hỏa diễm này không giống người thường tuyệt đối là hỏa diễm luyện đan tuyệt hảo. Trầm chấn hoa, ngươi dám thử một chút chân khí chi hỏa của tên phế vật như ta không, trên mặt. Trầm tường không có biểu tình gì, âm thanh âm lãnh, chân khí chi hỏa. Chỉ có thông qua tu luyện công pháp đặc thù mới có thể ngưng tụ ra. Lại có thêm chính là trời sinh liền hiểu được đem chân khí hóa thành hỏa diễm, trầm chấn hoa. Cách trầm tường rất gần, giờ khắc này cả người hắn đã đầy mồ hôi nóng ngay cả nữ nhân xinh đẹp bán hàng kia cũng là như thế điều này làm cho cả người nàng đổ đầy mồ hôi phát họa ra đường cong mê người loại hỏa diễm lợi hại này làm cho toàn bộ người bên trong linh đan các đều khiếp sợ không thôi ngây người như phỗng chuyện này mau mau dừng tay chớ thiêu linh đan các a à, một lão giả không biết từ nơi nào nhô ra vội vàng hô hỏa diễm trong tay trầm tường biến mất người bên trong linh đan các đều từ trong cơn khiếp sợ khôi phục như cũ. vừa nãy bọn họ đều có thể từ trong hỏa diễm cảm nhận được trầm tường tức giận. trầm chấn hoa, ngươi ngay cả hỏa diễm của tên phế vật như ta cũng sợ sao? như vậy ngươi là cái gì? phế vật cũng không bằng trầm tường cười lạnh, sắc mặt trầm chấn hoa khó. coi cực kỳ, chỉ cần đầu óc không bệnh, ai cũng sẽ không đi thử nghiệm loại hỏa diễm này. Con gái thành chủ kia cũng mở lớn miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn Trầm Tường. Đối với sức mạnh loại hỏa diễm này, nàng cũng có thể nhìn ra được, lúc này nàng hơi cúi đầu. Bởi vì vừa nãy nàng xem thường Trầm Tường, ai biết Trầm Tường là thâm tàng bất lộ. Các chủ. Chấm, tiểu tử này, một đại hán trung niên đi tới. Quay về phía sau một lão giả áo trắng thấp bé nói, lão giả kia chỉ là nhìn Trầm Tường chăm chăm một mặt khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mừng như điên, lão giả này chính là các chủ linh đan các là một luyện đan sư có tiếng. Bất quả có chút xích mích cùng ra ra trầm tướng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể làm đồ đệ của ta không? Lão giả hỏi. Điều này làm cho toàn bộ người trong linh đan các run lẩy bẩy. Cả linh hồn, các chủ dĩ nhiên mở miệng thu đồ đệ rồi, các chủ linh đan các dĩ nhiên tự mình mở miệng bảo người khác làm đồ đệ hắn. Phải biết con cháu thế gia muốn làm đồ đệ các chủ linh đan các. Có thể xếp đến cửa thành, mọi người đều ngây dại, bọn họ đang khiếp sợ tiềm lực của trầm tướng. Tuy rằng không có linh mạch nhưng cũng có thể thả ra chân khí chi hòa. Này ở trong mắt luyện đan sư đúng là một hạt giống tốt, trầm tường gãi gãi đầu, lạnh nhạt nói. Ta tuy rất muốn, nhưng ngươi là đối đầu của ông nội ta ta không thể bái ngươi làm thầy nói xong trầm tường xoay người tiêu sái rời đi trên mặt không hề có một chút đáng tiếc mà tất cả mọi người cũng không thể tin được trầm tường dĩ nhiên từ chối đến thẳng thắn như vậy bọn hắn đều hoài nghi mình nghe lầm nhưng sau khi bọn hắn nghe thấy các chủ thở dài đều không thể không tin thật sự có người từ chối làm đồ đệ của các chủ mọi người nhất trí cho rằng trầm tường là một kẻ ngu si vì ân oán cá nhân của gia gia mà bỏ qua một cơ hội thật tốt, trong lòng trầm trấn hoa càng đố kỵ. Không ngớt, tuy vừa nãy trầm tường mạnh mẽ nhục nhã hắn, nhưng mọi người đem tầm mắt đặt ở trên người trầm tường, hoàn toàn không nhìn hắn. Nhưng hiện tại, rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt khinh miệt đối với hắn. Ở trong mắt những người này, một luyện đan sư so với thiên tài gì đều lợi hại hơn, có thể luyện chế đan dược mặc dù không có linh mạch cũng có thể trở thành võ giả lợi hại đương nhiên trầm tường không chỉ có nắm giữ thần mạch hắn còn muốn trở thành một luyện đan sư lúc này hắn đã có dược liệu có chân khí chi hòa tốt nhất chỉ là cần kinh nghiệm cùng ngộ tính luyện đan nhất định liền có thể thành công luyện chế ra đan được trầm tường đã sớm biết các chủ kia là đối thủ một mất một con của gia gia hắn mà gia gia hắn bình thường đối với hắn cũng rất được thỉnh thoảng sẽ cho hắn một ít đan dược. Mới có thể làm cho hắn ở dưới tình huống không có linh mạch tu luyện tới phàm võ cảnh tầng 3. Chương 11, Đan Thành 1. Trở lại trầm ra, trầm tường vội vàng đi tìm trầm thiên hồ. Nói sự tình ở linh đan các một lần. Làm rất khá, lão già linh đan các kia chính là kẻ không có tâm nhãn. Đan dược bán cho trầm ra chúng ta đều rất đắt, người đã có chân khí chi hỏa. Muốn trở thành luyện đan sư liền không khó rồi ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, trong lòng Trầm Thiên Hổ rất kích động. Bởi vì nhi tử của mình có thể thả ra chân khí chi hỏa, này có thể nói là tiền đồ vô lượng. So với mấy võ giả thượng phẩm linh mạch kia cũng muốn giỏi hơn, Trầm Tường trở lại tiểu viện. Chính mình gieo những cây non linh dược này xuống, đến buổi tối. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ thiên địa linh khí nồng nặc. Vận chuyển thái cực thần công cùng Long Tiên công, nhanh chóng hấp thu sau khi vận chuyển long tiên công sẽ ở ngưng tụ ra một chất lỏng đặc thù ở đầu lưỡi chỉ cần đem những chất lỏng này bón cho linh dược liền có thể thúc đẩy linh dược phát triển sáng sớm trầm tường lè lưỡi chỉ thấy trên đầu lưỡi của hắn có một giọt xương màu xanh đây chính là long tiên trầm tường đại hỷ hắn là lần đầu tiên thi triển không nghĩ tới liền thành công hắn vội vàng để giọt xương màu xanh này vào trong nước chỉ thấy tịnh thủy nhất thời biến thành màu xanh. Tràn ra từng tia từng tia quang hà màu xanh, trầm tường nhấc theo thùng nước kia. Cẩn trọng tưới những cây non này, thanh linh thảo, huyết nguyên hoa, huyền minh hoa. Linh diệp thảo, mặc dù bốn loại linh dược này là phàm cấp hạ phẩm. Nhưng muốn từ cây non đến giai đoạn thành thục. Chỉ ít cũng phải ba năm, nhưng trải qua trầm tường dùng long tiên tới tám. Chỉ cần một tháng liền thành thục rồi lá màu xanh linh khí đầy đủ đây là thanh linh thảo hồng như máu lớn như nắm đấm chính là huyết nguyên hoa trắng như tiết đến lúc tối sẽ phát sinh sáng rực chính là huyền minh hoa này tràn đầy từng mảng từng mảng tiểu diệp là linh diệp thảo trầm thiên hổ nhìn những linh dược bên trong đình viện kinh thán nói con người hắn cũng muốn chừng đi ra hắn nhớ tới một tháng trước những thứ này đều là một ít mầm rất nhỏ chuyện này nhi tử năng lực này của ngươi đừng có ngoại chuyện người ta biết là được tài không lộ ngoài sắc mặt trầm thiên hổ rất là nghiêm túc hắn cũng không có hỏi nhiều trầm tường là tại sao có thể có loại năng lực này trầm tường gật đầu chỗ của hắn là địa bàn của trầm thiên hổ không người dám tùy ý ra vào vì lẽ đó trầm tường cũng không lo lắng sẽ có người phát hiện luyện đan không phải chuyện đơn giản tuy rằng ngươi có điều kiện làm luyện đan sư nhưng vô sự tự thông là phi thường khó khăn ngươi phải từng bước mà làm nếu như không được ta lại nghĩ cách giúp ngươi tìm một luyện đan sư trầm thiên hổ nói từ bao chữ vật lấy ra một lò luyện đan trầm thiên hổ nói rằng tuy lò luyện đan này kém một chút nhưng mà ở trước mắt ta có thể mua được chờ ta làm tộc trưởng lại mua cho ngươi cái tốt hơn trong quá trình luyện đan lò luyện đan là không thể thiếu Trầm tường cảm thấy cái lò luyện đan màu đen này vẫn tính thỏa mãn, hắn gật đầu, cười nói. Đa tạ cha, luyện chế ra đan dược. Ta trước tiên cầm đến cho ngươi thưởng thức, trầm thiên hồ cười lớn một tiếng. Liền vội vã rời đi, một tháng này trầm tường ngoại trừ chăm sóc những linh dược này. Cũng đạt được tô mị giao truyền thụ luyện đan. Nữ tử yêu mị này rất cẩn thận giải thích cho hắn một ít kinh nghiệm. Để trầm tường được lợi vô cùng, mặc dù trầm tường biết luyện đan nhưng cũng có rất nhiều thứ làm hắn đau đầu, tỉ như khống chế hỏa hầu, lượng chân khí đi vào. Ngừng đan, những điều này cần lực lượng tinh thần phi thường tinh chuẩn. Mị giao tỉ ta chuẩn bị luyện đan. Người nói đại khái lúc nào ta mới có thể luyện ra đan dược, trầm tường một bên dùng lực lượng. Tinh thần giao lưu cùng tô mị giao trong giới chỉ, một bên hái dược thảo thành thục. Sau đó xử lý thành dược liệu để luyện đan, quá trình xử lý cần công phu nhất định bất quá đối với trầm tường mà nói không tính cái gì bởi vì tô mị giao đã sớm đem những thứ này truyền vào cho hắn tô mị giao dịu dàng nói chỉ ít cũng một năm nửa năm cái gì ta có hơn một tháng nữa phải tỉ thí cùng dược ra thiên tài kia trầm tường cuống quýt nói bạch u u hừ lạnh một tiếng thật là một ngu ngốc ngươi cần phải tỉ thí luyện đan cùng hắn sao trực tiếp dùng thực lực của ngươi giết chết ra hỏa kia là được khóe miệng trầm tường hơi co quắp giết chết dược gia thiên tài như vậy nhất định trầm gia sẽ khai chiến cùng dược gia đến thời điểm đó phụ thân hắn không thành tộc trường này sẽ rất phiền phức hắn xử lý qua những linh hoa linh thảo này liền tập trung vào trong lò lửa kế tiếp mỗi một bước đều phi thường then chốt luyện đan cơ bản là trước tiên rót chân khí chi hỏa vào lò luyện đan đốt linh dược trong đan lô để những linh dược này tản mát ra linh khí đặc biệt bên trong sau đó dùng lực lượng tinh thần khống chế những linh khí kia cùng linh dược đã dung luyện ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành đan dược, hai tay trầm tường đặt ở hai địa phương chuyên môn rót. Hỏa diễm vào, đồng thời dùng lực lượng tinh thần nhìn tình huống bên trong lò luyện đan, hỏa diễm rót vào lò luyện đan, linh dược bên trong lập tức bị nướng đến mức khô đi. Linh khí còn chưa kịp tỏa ra liền cháy hết, vừa bắt đầu liền thất bại nhưng trầm tường không có nhụt trí lúc này hắn biết hỏa diễm của mình rất cường đại cần khống chế nhỏ hơn một chút trầm tường lấy những linh dược khác lần này hắn khống chế tốt hỏa diễm của mình cẩn thận từng ly từng tí đốt linh dược trong đan lô nhưng vẫn là thất bại sau khi hắn thất bại ba lần thì cũng nắm giữ được kinh nghiệm nhất định thời điểm lần thứ tư trầm tường đạt được không ít thành công có thể đi vào giai đoạn sau luyện đan, lò luyện đan đặc chế. Chuyển lực lượng tinh thần vào liền có thể nhìn thấy bên trong. Lúc này trầm tường có thể thấy những linh dược này tản ra các loại linh khí màu sắc khác nhau. Mà hắn khống chế những linh khí này lưu chuyển ở bên trong, ngưng tụ thành vòng xoáy. Mà những linh dược bị dung luyện kia, đang chậm rãi biến đổi, lúc này. Trầm tường dùng lực lượng tinh thần khống chế những linh khí do linh dược tản mát ra cùng những linh dược kia hỗn hợp lại với nhau, trầm. Tường là phàm võ cảnh tầng 5, lực lượng tinh thần coi như không tệ. Nhưng lúc này hắn cảm thấy sắp đạt tới cực hạn, bởi vì hắn phải chia đoàn linh khí này thành 5 vòng xoáy. Sau đó dung hợp cũng những linh dược kia. Như vậy liền có thể một lần luyện được 5 hạt, 5 vòng xoáy hình thành, trầm tường cao mày. Đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn không chỉ tiêu hao chân khí phóng thích hỏa diễm đồng thời còn phải dùng lượng lớn lực lượng tinh thần khống chế hỏa diễm cùng ngưng đan. Nhất định phải thành, trong lòng trầm tường hét một tiếng, năm vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Dung hợp lại cùng năm đám linh dược, hiện tại chỉ cần nhỏ vào một số nước thích hợp. Để thuốc bột cùng, dược linh khí, ngừng tụ thành đan dược liền tính thành công, sau khi trầm tường thiêm vào chân khí bao hàm linh thủy, trong đan lô đã xuất hiện năm hạt đan dược vẫn còn rất ướt át, nhưng lượn lờ linh khí nồng nặc. Đan thành, chương 12, đan thành 2. Trong lòng Trầm Tường hô một tiếng, chỉ thấy năm hạt linh đan trong đan lô nhất thời bị một đoàn bạch khí bao lại. Đây là hơi nước khi hong khô lượng nước bên trong đan dược mà ra, Trầm Tường đầu đầy mồ hôi. Xem ra rất là uể oải, dù sao hắn là liên tục phóng thích hỏa diễm cùng lực lượng tinh thần. Suýt chút nữa tiêu hao sạch chân khí rốt cục thành công, không ngờ dùng một ngày thời gian. Quả nhiên luyện đan rất cần thời gian, Trầm Tường hơi cảm thán một tiếng, Trầm Tường mở lò luyện. Đan ra, nhìn khí vụ trên mặt năm hạt tôi thể đan tán đi. Lộ ra năm hạt tôi thể đan trắng như tuyết, hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trước đó hắn cũng ăn qua tôi thể đan, chỉ bất quá hắn cảm thấy những đan dược kia không tốt bằng hắn luyện chế, nếu như những lão luyện đan sư biết hắn một ngày liền thành công luyện chế ra tôi thể đan. Nhất định sẽ tự ti đến chết, phải biết rất nhiều người không có 3 năm 5 năm là rất khó thành. Công luyện thành đan dược, cho dù là thiên tài nhất cũng cần một năm nửa năm. Hơn nữa đều là thử nghiệm một lần luyện chế một hạt, nhưng lần thứ nhất trầm tường liền thành. Công liền luyện chế ra năm hạt này nếu để cho những lão luyện đan sư biết. Nhất định sẽ hù chết một mảnh lớn, đừng nói những lão luyện đan sư này ngay cả tô mị giao cùng bạch u u cũng bị thiên phú luyện đan loại này của trầm tường hù sợ các nàng nhìn tôi thể đan trên tay mình đều là khó có thể tin khà khà mị giao tịt trước ngươi còn nói ta phải một năm nửa năm nhưng ta một ngày liền luyện ra các ngươi nên thưởng cho ta à trầm tường kiêu ngạo mà cười nói tô mị giao cũng rất là vui vẻ nũng nịu hỏi cái kia trầm công tử muốn hai tiểu nữ tử chúng ta thưởng ngươi thế nào trầm tường hai tay ôm ngực cười xấu xa nói hôn một cái là được rồi nghĩ khá lắm bạch u u lạnh lùng nói liền trở lại trong giới chỉ mà tô mị dao lại cười quyến rũ đi tới gần môi anh đào mềm mại tại hôn một thoáng trên gò má trầm tường cười nói hảo đệ đệ người phải tiếp tục cố gắng tuyệt đối đừng kiêu ngạo trầm tường vốn chỉ là đang nói đùa nhưng không nghĩ tới đại mỹ nhân nũng nịu này dĩ nhiên thật sự hôn một cái tô mị giao thấy trầm tường si ngốc che miệng cười quyến rũ sau đó trở về trong giới chỉ trầm tường hít sâu một hơi người cỗ dư hương thấm vào lòng người này trong lòng sảng khoái nói không ra hắn thì thào nói quả nhiên là yêu tinh ta dĩ nhiên tinh thuần hơn rất nhiều hắn sờ sờ chiếc nhẫn trên tay giống như khuôn mặt tình nhân âu yếm vì để cho hai tiên nữ trong giới chỉ sớm ngày khôi phục thực lực hắn nhiệt tình 10 phần, một hạt tôi thể đan là 700 đại linh thạch. Lúc này trầm tường có 5 hạt có thể bán 3.500 đại linh thạch nhưng hắn vẫn kiếm bộn rồi. Huống chi còn có một phần tài liệu vẫn chưa có luyện nếu như thành công. Đây cũng là 3.500 đại linh thạch trước đó thời điểm trầm tường đọc sách. Trên sách nói một phần tài liệu có thể luyện ra 5 hạt tôi thể đan cho nên vừa bắt đầu hắn chính là lấy mục tiêu năm hạt đi luyện chế nhưng hắn không biết là một lò năm hạt đó là dưới tình huống lợi dụng tài liệu đến cực hạn chỉ có luyện đan sư ngộ tính cực cao mới có thể nắm giữ được trong nháy mắt ngưng đan kia thời cơ kia là trọng yếu nhất khống chế lực lượng tinh thần khống chế hỏa hầu đều phải từ trong đan lô biến hóa mà làm ra thay đổi vi diệu bằng không sẽ thất bại trong gang tấc tôi thể đan có trợ giúp rất lớn đối với rèn luyện thân thể, nhưng chỉ hạn chế dưới phàm võ cảnh tầng 3. Bây giờ trầm tường là phàm võ cảnh tầng 5. Tôi thể đan này đối với hắn cũng không có trợ giúp bao nhiêu. Nhưng cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục chân khí, trầm tường ăn một hạt. Chân khí trong cơ thể nhất thời khôi phục hơn nửa, sau đó cất kỹ bốn hạt. Hắn muốn đưa đi cho trầm thiên hổ xem thử. Hương vị không tệ, nhưng ta một lần ăn hết 700 đại linh thạch a, à, trầm Tường có chút đau. Lòng, sau đó chạy đến thư phòng của phụ thân hắn, lúc này đêm đã khuya. Nhưng Trầm Thiên Hổ lại không ngủ, vẫn còn đang ở trong thư phòng nghiên cứu một ít võ học. Đây là thói quen của hắn. Tường Nhi, đã trễ thế này có chuyện gì không? Trầm Thiên Hổ ngửi được một cỗ xú khí trên người Trầm Tường. Nhất thời nhíu mày, Trầm Tường nhếch miệng cười nói, ta nói luyện được đan dược trước tiên liền cho cha nếm thử. Cái gì, trầm thiên hổ chợt đứng lên, con mắt trợn trừng lên, một mặt không tin. Hắn vốn cho là trầm tường ít nhất phải 10 năm 8 năm mới luyện chế ra. Nhưng không nghĩ tới chỉ là dùng một ngày, trầm tường lấy ra bốn hạt tôi thể đan trắng như. Tiết đưa cho trầm thiên hổ. Trầm thiên hổ mở to miệng. Một mặt không tin nhìn bốn hạt tôi thể đan trắng như tiết kia. Vẫn còn nóng, trầm thiên hổ bị khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng bởi vì hắn khó có thể tin tưởng được nhi tử của mình dĩ nhiên dùng một ngày liền lĩnh ngộ cơ bản của luyện đan đây cũng là thiên tài ngàn năm có một a loại tia thế thiên tài này mặc dù là bảo bối của rất nhiều thế lực nhưng cũng là đối tượng để các thế lực đố kỵ có người muốn mượn hơi cũng có người muốn ám sát trầm thiên hồ hít sâu một hơi bình ổn hưng phấn trong lòng nói rằng phẩm chất so với linh đan các còn tốt hơn nhiều chỉ ít có thể bán tám trăm đại linh thạch một hạt Bốn hạt tôi thể đan này ta trước tiên nhận lấy, cầm đổi thành linh thạch Sau đó mua giúp người một ít cây non linh dược, từ trầm tường có thể thúc đẩy linh dược phát Triển, luyện chế ra linh đan, đây chỉ là ngăn ngắn mấy ngày Nhưng trầm thiên hổ lại biết tương lai nhi tử hắn tất nhiên có thể trở thành một đan dược tông Sư, người bây giờ không thể nóng vội Trước tiên thông qua luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm chờ ngươi cảm thấy thời điểm chín mùi liền luyện loại cao cấp hơn trầm tường gật đầu hắn quay trở lại nghỉ ngơi sau khi khôi phục lực lượng tinh thần hắn liền đem luyện một phần dược liệu cuối cùng ngày thứ hai trầm tường dậy thật sớm nghĩ đến có thể luyện chế ra tôi tôi thể đan hắn cũng có chút hưng phấn sau khi có một lần kinh nghiệm thành công lúc này hắn ngựa quen đường cũ rất dễ dàng đã đến giai đoạn ngưng đan cuối cùng, trong đan lô đã tạo thành năm đám thuốc bột. Dung hợp lại cùng năm đoàn linh khí, lúc này trầm tường rất ung dung. Không giống lần trước cảm thấy lực lượng tinh thần cùng chân khí muốn tiêu hao sạch như vậy. Thành, trầm tường thở phào nhẹ nhõm, mở nắp lò luyện đan. Lấy năm hạt tôi thể đan ở bên trong ra, một lò này chỉ dùng hai canh giờ, trong khoảng thời gian. Này, trầm tường chỉ chăm sóc linh dược, sau đó luyện chế linh đan. Lúc này hắn không chỉ là luyện chế tôi thể đan, còn luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm hồi khí đan, kim sang dược, giải độc đan. Ngừng khí đan, tuy rằng mỗi lần bắt đầu luyện đều sẽ thất bại. Nhưng rất nhanh hắn lại nắm bắt được quy luật mà luyện chế thành công. Trường 13, tranh đoạt tộc trưởng. Ngày hôm nay, trầm tường cũng không đi tưới linh dược. Sáng sớm hắn liền đi tới một quảng trường to lớn trong Sơn Trang Trầm Gia. Bởi vì hôm nay là ngày quyết định vị trí tộc trưởng. Trầm Gia đã có hơn 3 tháng không có tộc trưởng, dẫn đến Trầm Gia có chút hỗn loạn, trong Sơn Trang Trầm Gia có một quảng trường lớn. Lúc này đứng đầy đủ con cháu trọng yếu của Trầm Gia, nhân số ước chừng 300. Đều là con cháu tinh anh của Trầm Gia, mọi người Trầm Gia vây quanh ở quảng trường trung gian để chống một mảng lớn nơi đó đứng năm đàn ông trung niên một người trong đó là trầm thiên hổ trầm tường cũng ở trong đám người nhìn náo nhiệt lúc cần thiết hắn phải đi ra ngoài chợ giúp phụ thân tranh đoạt vị trí tộc trưởng một đại hán lông trung niên mày rậm tóc có chút hoa dâm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói trầm thiên hổ ngươi có biết muốn làm trầm gia tộc trưởng cần một điều kiện phi thường trọng yếu hay không, trung niên đại hán này tên là Trầm Hạo Hải. Là một thống lĩnh chi nhánh khá mạnh của Trầm Gia, tuổi còn lớn hơn Trầm Thiên Hồ. Thực lực là phàm võ cảnh tầng 7. Phần thực lực này ở Trầm Gia cũng xem là tốt. Cho nên hắn cho là mình có tư cách làm Trầm Gia tộc trưởng. Luận bối phận, Trầm Tường còn cần gọi hắn một tiếng bá phụ, Trầm Thiên Hồ nén giận ý chừng mắt. Nhìn Trầm Hạo Hải một chút, lạnh lùng nói rằng, ta đương nhiên biết thân nhân tộc trưởng cũng phải có tiềm lực không sai để tránh khỏi tộc trưởng tham ô lượng lớn tài nguyên công hữu đi lãng phí ở trên thân nhân của mình mẹ của trầm tường đã sớm qua đời từ khi trầm tường hiểu chuyện tới nay liền chưa từng thấy qua mà thân nhân của trầm thiên hồ cũng chỉ có trầm tường ha ha nhi tử của ngươi là một người không có linh mạch nếu như ngươi làm tộc trưởng nhất định sẽ dùng đi rất nhiều đan dược chân quý ở trên người hắn những năm gần đây ngươi mua linh dược, linh đan khắp nơi, không phải là vì nhi tử của mình sao? Nhưng nội tình của hắn ai cũng biết, trầm hạo hải cười to nói. Ai cũng biết hắn là một phế vật vĩnh viễn lên không được, trầm thiên hồ tự nhiên biết nhi tử của. Mình ở trong bạn cùng lứa tuổi là hơn người, hắn chỉ là muốn làm cho mình ẩn giấu thực lực. Đừng bại lộ quá nhiều thực lực kinh người, bằng không sẽ đưa tới phiền phức. Con ta có thể thả ra chân khí chi hòa. Có tiềm chất luyện đan, ngươi dám nói hắn vô dụng? Chỉ sợ Nguyên lão của Trầm gia sẽ không cho là như thế đi, Trầm Thiên Hồ cười lạnh nói, lúc này, mọi người bắt đầu nghị luận ngày đó sự tình các chủ linh đan các muốn thu đồ bị cự tuyệt đã sớm truyền khắp Ngọa Hồ Thành, tuy Trầm Tường không có linh mạch nhưng có chân khí chi hỏa, liền có cơ hội trở thành một luyện đan sư, Trầm Hạo Hải hừ lạnh nói. Nhưng hắn cự tuyệt các chủ kia, không có sư phụ hắn không cách nào trở thành một luyện đan sư, lúc này. Thanh âm bình tĩnh trầm ổn của trầm tường truyền đến. Bây giờ ta đã có thể luyện chế ra phàm cấp hạ phẩm tôi thể đan, nghe trầm tường nói. Mọi người sửng sốt, trầm hạo hải kia cười lớn lên, nhóc con miệng còn hôi sữa. Mới 16 tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược. Đừng tưởng rằng nói vài lời mạnh miệng liền có thể giúp phụ thân ngươi tranh đến vị trí tộc. Trưởng, còn nữa nói dối trước mặt trưởng bối phải bị phạt nặng ngươi cho rằng ngươi là dược gia thiên tài kia sao dược gia người ta là một đan dược thế gia có nội tình rất lớn mới được trầm tường từ trong đám người đi ra ánh mắt trong suốt khuôn mặt chấn định hắn lấy ra một lò luyện đan nhìn trầm hạo hải kia cười lạnh một tiếng nói rằng ngươi dám đánh cực một lần cùng ta không ta luyện chế ra một lò tôi thể đan ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi ta thế nào, trầm hạo hải cười không nổi, mà mọi người cũng đều ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên cuồng vọng như vậy. Nói lời như thế, một hậu bối dĩ nhiên ở trước mặt mình làm can. Điều này làm cho trầm hạo hải phẫn nộ không ngớt đối với cử động của trầm tường. Trầm Thiên Hổ là chống đỡ, hắn biết thời khắc con trai hắn hãnh diện đã đến, Trầm Hạo Hải uy nộ. Trầm giọng nói, người mới vừa nói cái gì, đang khi nói chuyện một cỗ chân khí bao phủ tới trầm tường. Nhưng bị trầm thiên hồ đánh tan ra, hai mắt trầm tường ngưng trọng nhìn trầm hạo hải kia. Tăng cao âm thanh nói, ta muốn đánh cực một lần cùng ngươi. Nếu như ta có thể luyện chế ra một lò tôi thể đan. Ngươi coi dập đầu xin lỗi ta, trầm tường vẻ mặt thành thật lập lại một lần. Không có chút như nói giỡn nào, hơn nữa loại ngữ khí này cũng tràn ngập ngạo khí. Một thiếu niên có thể đối mặt trưởng bối như vậy ở bên trong trầm ra cũng không nhiều trầm hạo hải tức giận đến run dày cả người hắn thấy dáng dấp trầm tường chăm chú cũng không dám lập tức đồng ý mà mấy người ở bốn phía cũng đang chờ hắn đáp lại trầm tường nhìn trầm hạo hải tiếp tục nói người trước mặt mọi người nói xấu ta là một phế vật vô dụng hiện tại ta muốn chứng minh mình đồng thời cho ngươi hướng về ta xin lỗi ngươi là một tiền bối chẳng lẽ không dám đánh cực sao trầm hạo hải hận không thể một trường đập chết trầm tường, nhưng hắn cũng không dám. Dù sao tàn sát con cháu tuổi trẻ bên trong tộc mình kia là sự tình vô cùng nghiêm trọng, một lão giả nói, đã như vậy. Trầm Hạo Hải ngươi đánh cực cùng hắn một lần, nhưng dập đầu xin lỗi nên miễn. Đó dù sao hắn cũng là một hậu bối. Như vậy đi, nếu như hắn có thể luyện chế ra một lò đan dược, Trầm Hạo Hải ngươi liền tính thua. Bồi thường tương ứng cho hắn ta đồng ý nếu như con ta thua ta liền không tranh đoạt vị trí tộc trưởng nữa trầm thiên hổ nói sau đó nhìn trầm tường gật đầu mọi người lần thứ hai ồ lên trầm thiên hổ lại đặt cược lớn như vậy trầm hạo hải hừ một tiếng cá thì cá nếu như ta thua ta sẽ đưa huyết linh chi ngàn năm mà ta vừa đạt được cho hắn huyết linh chi ngàn năm mọi người nhất thời hô khẽ lên đây chính là huyết linh chi sinh trưởng ngàn năm là linh dược huyền cấp hạ phẩm phi thường đắt giá. Trầm tường, hiện tại ngươi bắt đầu luyện đan đi. Người đại khái cần bao lâu, lão giả kia hỏi, hắn là trầm gia trưởng lão. Có uy vọng nhất định, căn cứ mọi người hiểu rõ, luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm. Chỉ ít cũng cần nửa ngày, nhanh nhất cũng cần hai, ba canh giờ. Huống chi là một thiếu niên 16 tuổi. Rất nhanh, không cần làm lỡ mọi người bao nhiêu thời gian chương 14, ta đến xuất chiến. Đang khi nói chuyện, trầm tường ngồi xếp bằng xuống. Mà trưởng lão kia cùng trầm hạo hải cũng lại đây kiểm tra lò luyện đan. Phòng ngừa trầm tường dối trá. Lò luyện đan thấp kém. Xem ra trầm thiên hổ ngươi rất nghèo a à, trầm hạo hải kia cười khẩy nói. Ai cũng biết tiền của trầm thiên hổ đều dùng ở trên người trầm tường, trầm tường từ bao chữ vật. Lấy ra tài liệu chỉnh lý, kiểm tra, sau đó thả chân khí chi hỏa ôn lò luyện đan một lần mới tập trung tài liệu vào bên trong. Động tác của hắn phi thường thành thạo mà chân khí chi hỏa kia cũng làm cho mọi người hơi kinh. Ngạc tuy rằng rất nhiều người có thể thông qua tu luyện một ít võ công. Ở thời điểm công kích thả ra hỏa diễm. Nhưng chút hỏa diễm này chỉ là ở thời điểm công kích mới có thể thả ra. Bình thường không thể trưởng khống như trầm tường, trừ khi tu luyện một ít công pháp khống hỏa. Chỉ bất quá những công pháp kia đều rất ít ỏi hơn nữa rất khó luyện lò luyện đan đã được trầm tường rót hỏa diễm vào lúc này bên trong lò luyện đan phiêu tán ra từng tia từng tia dược hương một canh giờ trôi qua mọi người thấy mắt trầm tường đột nhiên ngưng tụ vừa nhìn cũng biết là đến thời điểm mấu chốt mà trầm hạo hải kia cũng nhìn mà đổ mồ hôi hắn lo lắng mình sẽ tổn thất cây huyết linh chi ngàn năm kia mọi người thấy trong đan lô bóc lên xương mù, mà Trầm Tường cũng mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy nói, "Mời kiểm tra." "Cái gì? Một canh giờ liền hoàn thành?" Mọi người dồn dập biểu thị nghi vấn, đầu tiên chính là vị trưởng lão kia, tuy rằng hắn không thể luyện đan, nhưng hắn lại biết rất rõ đối với quá trình luyện đan, vừa nãy hắn vẫn tỉ mỉ nhìn Trầm Tường. Biết Trầm Tường đối với luyện đan có cơ sở nhất định. Tuy hắn không rõ ràng tình huống bên trong lò luyện đan, nhưng hắn nhưng có thể cảm ứng được nhiệt lượng mà lò luyện đan thả ra đang biến hóa. Hơn nữa biến hóa thập phần vi diệu, mở nắp lò luyện đan ra. Mọi người nhất thời ngửi được dược hương yếu ớt, đây đúng là dược hương mà bọn họ quen thuộc. Hơn nữa, bọn họ còn có thể tận mắt nhìn thấy quá trình luyện chế. Khi bọn hắn nhìn thấy trưởng lão kia lấy ra năm hạt tôi thể đan trắng như tiết ra. Đều không khỏi kinh hô lên. Chuyện này, ta nhìn lầm rồi sao? Hắn mới 16 tuổi liền luyện chế ra tôi thể đan. Điều này thật sự là quá thiên tài rồi, một người kinh quát lên. Xem ra tôi thể đan này so với chúng ta bình thường ăn được còn tốt hơn. Không nghĩ tới trầm tường hắn dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, hiểu được luyện đan thuật. Chỉ bằng phần tiềm lực này của hắn, so với thượng phẩm linh mạch gì cũng mạnh hơn, một nam tử kinh thán nói trong quảng trường tụ tập đều là con cháu hạch tâm của Trầm gia, lúc này bọn hắn đều dồn dập cảm thán, có đố kỵ. Có ước ao, mà Trầm Hạo Hải đang khiếp sợ, đồng thời lại đau lòng, phẫn nộ. Sắc mặt hắn rất khó nhìn, bởi vì hắn tổn thất một cây huyết linh chi ngàn năm, cầm bán đấu giá. Đây chính là có thể bán rất nhiều tiền a, à, hai tay Trầm gia trưởng lão run rẩy một ít. Hai mắt trừng lớn, nhìn tôi thể đan trắng như tuyết trong tay, thì thào nói: trầm gia rốt cục có luyện đan sư trầm gia rốt cục có luyện đan sư một câu đơn giản như vậy lại làm cho mọi người trầm gia sôi trào lên phải biết bởi vì trầm gia không có luyện đan sư đều phải tìm rất nhiều tiền đi mua từ người khác đồng thời cũng thường thường bị một ít võ đạo thế gia lợi hại cười nhạo mà bây giờ trầm gia có luyện đan sư hơn nữa còn là rất trẻ không lâu sau đó trở thành luyện đan tông sư cũng không khó trầm hạo hải nguyện đánh cực chịu thua chưa trầm thiên hồ cười nói hừ trầm hạo hải rất đố kỵ lại đau lòng lấy ra một cây huyết linh chi huyết hồng đưa cho trầm tường lúc này người trầm ra căn bản không dám khinh thị trầm tường dù sao người ta là luyện đan sư hơn nữa mới 16 tuổi lúc này đã có rất nhiều thiếu nữ đưa mị nhãn cho trầm tường bên trong trầm ra có rất nhiều thiếu nữ tuổi trẻ đều dùng ánh mắt hừng hực nhìn trầm tường làm một ít thiếu niên đố kỵ muốn chết trầm tường đối với chuyện này một mực làm như không thấy. Hắn nhớ tới lúc trước, thời điểm những người này thấy hắn. Đều sẽ không thể thiếu vài câu châm chọc. Đừng tưởng rằng con ngươi có thể luyện đan, thì ngươi nhất định sẽ là tộc trưởng. Làm tộc trưởng vẫn là phải có thực lực, trầm hạo hải lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này. Hai trung niên tranh đoạt vị trí tộc trưởng cùng trầm thiên hồ tuyên bố rời khỏi. Bọn họ thấy Trầm Tường 16 tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược phàm cấp hạ phẩm. Sau đó có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đắc tội một luyện đan sư không phải là cách làm sáng suốt gì, hiện tại chỉ có Trầm Hạo Hải cùng. Một người khác tranh đoạt vị trí tộc trưởng cùng Trầm Thiên Hồ, Trầm Hạo Hải nói: "Trầm Thiên Hồ, chỉ cần ngươi đánh thắng được huynh đệ chúng ta, vị trí tộc trưởng sẽ là của ngươi." Trầm Thiên Hồ híp híp mắt nói rằng, đây cũng là ngươi nói cùng đi hay là từng cái từng cái đến trầm thiên hổ lại muốn một người đối chiến huynh đệ trầm hạo hải có phần thực lực này quả thật có thể phục chúng đơn đả độc đấu bằng không không thể phục nhân trầm hạo hải nói người xung quanh đã lui lại trầm thiên hổ nói vậy liền bắt đầu đi tốc chiến tốc thắng tất cả mọi người dồn dập lùi về sau ra phàm võ cảnh bảy tầng đại chiến sức mạnh bùng lên là phi thường khủng bố sau khi mọi người thối lui đến bên cạnh quảng trường trầm thiên hổ cùng trầm hạo hải đồng thời bắt đầu động hai người đều dùng tốc độ nhanh nhất chỉ là trong nháy mắt bàn tay hai người liền đụng vào chăm chú kể nhau bọn họ là đang đối trưởng chân khí tranh tài cả người trầm hạo hải đầy chân khí nóng rực nhưng trên người trầm thiên hổ lại không có bất cứ động tĩnh gì chỉ là bắp thịt trên người hắn đều nổ lên gân xanh dữ tợn. Có thể thấy được chân khí điên cuồng phun trào ở bên trong, bàn tay hai người kề sát. Ngừng mắt đối diện, thần tình nghiêm túc mà toàn bộ quảng trường dĩ nhiên khẽ run lên. Địa phương bọn họ đứng, càng vỡ vụn rất nhiều đá vụn. Từng đợt khí lưu cuồng bạo cũng hướng về tứ phương thổi đi, quất lên cát bụi. mười 15, ta đến xuất chiến, 2 theo trầm thiên hồ hét lớn một tiếng, run rẩy đột nhiên biến mất. Cuồng phong đột nhiên dừng lại, mà trầm hạo hải thì bay ngược ra ngoài. Trong miệng vẫn phun ra máu tươi. Trầm thiên hồ cũng lùi lại mấy bước, trầm hạo hải ngã xuống mặt đất, hắn dãy rụa đứng lên. Nhìn ra được là hắn thất bại, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười đắc ý, trận tranh tài này. Là trầm thiên hồ thắng, nhưng sắc mặt của trầm thiên hồ cũng không phải rất dễ nhìn, trầm hạo. Hải cười to nói, tuy rằng ngươi thắng rồi. Nhưng vừa nãy ngươi cũng không chiếm được tiện nghi. Trận chiến đấu thứ hai ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại cho dù là phàm võ cảnh tầng 6 cũng có thể đánh bại ngươi, bên trong cười to. Hắn lại phun ra không ít huyết, nhìn ra được hắn cũng bị nội thương rất nặng. Người dĩ nhiên cũng tiến vào phàm võ cảnh tầng 8, trầm thiên hổ một tay bưng bụng nói hắn không nghĩ tới trầm hạo hải dĩ nhiên bước vào phàm võ cảnh tầng 8. Không phải ngươi cũng giống như vậy sao, trầm hạo hải cười lạnh nói, trầm hạo hải và trầm thiên. Hổ dĩ nhiên đều là phàm võ cảnh 8 tầng, điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Lúc này mọi người đều nhìn ra được vừa nãy trầm thiên hổ đã bị đối phương không tiếc tất cả làm. Bị thương nặng mà trầm thiên hổ còn có một trận chiến phải đánh là đối chiến cùng em ruột trầm hạo hải, trầm tường vội vàng chạy như bay qua. Đỡ lấy trầm thiên hồ suýt chút nữa thì ngã xuống nói, chà, thế nào rồi, đang khi nói chuyện. Trầm tường đưa tay dựa theo bụng trầm thiên hồ. rót chân khí mộc thuộc tính tinh khiết vào thân thể của phụ thân hắn, cảm nhận được cỗ chân khí. Mộc thuộc tính đi vào, cả người trầm thiên hồ chấn động, trợn mắt ngoác mồm nhìn trầm tường. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại ta nội thương rất nghiêm trọng, trầm hạo hải không tiếc tất cả cũng muốn làm ta trọng thương. Người đừng lãng phí chân khí, trong lòng trầm thiên hồ hưng phấn không thôi. Bởi vì hắn cảm thụ chân khí của con mình phi thường thuần hậu. Thực lực vượt xa khỏi hắn dự liệu, trầm tường nghe được trầm thiên hồ nói. Trong lòng rất là trầm trọng, phụ thân hắn còn có một trận chiến, bị thua. Như vậy liền mang ý nghĩa không thể cứu vãn trận thứ hai đừng lãng phí thời gian trầm hạo hải suy nhược nói sắc mặt hắn tái nhợt mặc dù trọng thương nhưng trong lòng hắn rất hưng phấn hắn kết luận trầm thiên hổ nhất định đánh không lại em ruột hắn trầm tường nhìn về phía trầm hạo hải trong mắt lóe ra một đạo tinh quang nói rằng trận này ta chiến trầm tường lại muốn thay thế phụ thân xuất chiến điều này làm cho mọi người cả kinh bọn họ đều biết trầm tường không có linh mạch thực lực sẽ không cường đi nơi nào bất quá hắn có thể thả ra chân khí chi hỏa trưởng khống hỏa diễm luyện đan để đền bù nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp được mà người trầm tường muốn đối mặt cũng không phải là người bình thường là một người nắm giữ thực lực phàm võ cảnh bảy tầng rất nhiều người đều cho rằng trầm tường là vì trợ giúp cha mình bảo vệ vị trí tộc trưởng mới đầu óc tỏa nhiệt làm ra loại quyết định ngu ngốc này trầm thiên hổ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất kinh ngạc bất quá sau khi hắn thấy ánh mắt đầy tự tin của trầm tường kia liền cân nhắc có nên đồng ý cho trầm tường xuất chiến hay không hiện tại hắn bị thương nặng xuất chiến là không được bằng không hắn sẽ bị thua đến thời điểm bị thương càng thêm nghiêm trọng hơn một thiếu niên khinh miệt cười lớn lên nói rằng chỉ bằng ngươi một gia hỏa không có linh mạch cũng xứng tranh tài cùng trưởng bối. Tuy rằng ngươi có thể luyện chế ra một ít linh đan thấp kém, nhưng luận thực lực. Ta cũng có thể giải quyết ngươi. Ta bây giờ đã tiến vào phàm võ cảnh năm tầng, thiếu niên này là trầm chấn hoa. Trước đó ở linh đan các đã xảy ra xung đột cùng trầm tướng. Hắn là nhi tử của trầm hạo hải, bây giờ trầm chấn hoa ở tuổi này tiến vào phàm võ cảnh năm tầng. Cái này cũng là nhân vật thiên tài hiếm thấy. Hắn có ngạo khí như thế cũng là chuyện đương nhiên. Trầm Chấn Hoa, nếu ta thắng ngươi thì sao?" Ngữ khí trầm Tường bình thản nói. Thần tình hắn bình tĩnh, không có chút nào như là người đầu óc có bệnh, Trầm Thiên Hồ ở vừa nãy liền cảm nhận được chân khí của Trầm Tường Cường đại dị thường. Hơn nữa còn có một loại khí tức đặc biệt, đó là hắn chưa từng thấy qua hắn thận trọng suy tính một phen nói vậy để con ta đại biểu ta chiến đấu đi nếu như hắn thua vị trí tộc trưởng chính là của huynh đệ các ngươi hơn nữa hắn còn có thể trả lại huyết linh chi ngàn năm kia trầm thiên hổ nói như thế mang ý nghĩa tin tưởng trầm tường có thể thắng lợi điều này làm cho áp lực trong lòng trầm tường cũng không nhỏ hắn quay đầu nhìn trầm thiên hổ chỉ thấy trầm thiên hổ lộ ra một tia hiền lành mỉm cười nhìn hắn gật đầu hừ, để cho ta tới là được rồi, loại gia hỏa này chỉ một tay ta liền đánh bay, trầm chấn hoa tư. Trong đám người đi ra, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Dùng con mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo kia nhìn trầm tương, tuổi con trẻ liền nắm giữ thực lực phàm. Võ cảnh năm tầng, làm cho trầm trấn hoa rất xem thường luyện đan sư tuổi trẻ như trầm tường Loại cách làm cao ngạo này làm rất nhiều trưởng lão trầm ra âm thầm lắc đầu. Bởi vì bọn họ đều biết một luyện đan sư có tiềm lực có thể dưỡng ra rất nhiều võ giả tuổi trẻ. Cường Đại, Trầm Hạo Hải bị trọng thương cười lạnh nói. Hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh. Ở trong quá trình đánh nhau nếu chết vậy làm sao bây giờ? Giết chết thiên tài luyện đan sư hiếm thấy của Trầm gia. Ta sẽ bị những lão gia hỏa kia đánh chết, Trầm Thiên Hồ không nói gì. Hắn thận trọng cân nhắc, Trầm Hạo Hải khẽ mỉm cười nếu như ngươi cố ý muốn cho nhi tử luyện đan sư này xuất chiến vậy cũng có thể nếu như thời điểm chiến đấu xuất hiện tử thương đó chính là hắn học nghệ không tinh không trách được người bên ngoài yên tâm nếu như ta thụ thương hoặc là chết trận đây đều là trách nhiệm của chính ta trầm tường nói hắn biết nếu như phụ thân hắn không làm được tộc trưởng cho dù hắn là luyện đan sư cũng sẽ bị trầm hạo hải kia chèn ép bởi vì hắn là một đại uy hiếp trong mắt trầm hạo hải tất cả mọi người nghe được này chính là bản thân hắn nói đã như vậy như vậy trước hết so chiêu cùng con ta nếu như hắn đánh thắng con ta mà nói đã nói lên hắn có tư cách chiến đấu cùng em ruột ta trầm hạo hải mỉm cười nói bởi vì hắn kết luận thực lực của trầm tường sẽ không quá mạnh cho dù có thể thắng được con trai hắn cũng đánh không thắng em ruột hắn dù sao em ruột hắn đã là phàm võ cảnh bảy tầng, đến thời điểm hắn chẳng những có thể trở thành. Trầm gia tộc trưởng, còn có thể đoạt lại huyết linh chi ngàn năm kia. mười 16, thần công hiển uy. Trầm chấn hoa đạt được phụ thân đồng ý, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Nếu như ta không cẩn thận đánh ngươi thành trọng thương, cũng đừng trách ta. Ai bảo ra hỏa ngươi không tự lượng sức, trên mặt trầm tường không có biểu tình gì. Quay đầu nhìn về phía trầm hạo hải, hỏi đánh thắng hắn ta có thể thay thế thay phụ thân ta xuất chiến, đúng không? Ha ha, trầm hạo hải cười lớn lên, không sai. Nhưng người đánh thắng được sao, một ít người chống đỡ trầm hạo hải cũng cười vang, trầm chấn hoa. Song quyền nắm chặt cười lạnh nói, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Bắt đầu, trầm thiên hổ thần tình ngưng trọng, hét lớn một tiếng, vừa dứt tiếng. Trầm chấn hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, như yến bay lao đến trầm tường thân pháp phiêu giật nhẹ nhàng mà lúc hắn bay lên cao. Hai tay trong nháy mắt dâng trào ra một loại khí tức cương mãnh, kim mang lưu truyền. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh búa lớn kim sắc. Võ công linh cấp thượng thừa của trầm gia thiên dương phủ tràm. Có thể đem chân khí hóa thành hình thái binh khí, có lực công kích mạnh mẽ, một người kinh hô. Phải biết võ công linh cấp thượng thừa là rất khó học hơn nữa uy lực to lớn, trầm tường đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngừng mắt nhìn chiến phủ kia chém đến. Mọi người tưởng rằng hắn bị loại thuộc tính cương mãnh kia dọa sợ rồi. Thời điểm mắt thấy chân khí hóa thành búa nhỏ màu vàng kia muốn chém đầu lâu của trầm tường. Đột nhiên trầm tường đề khí, há mồm ra. Phát ra một tiếng hống khiếu rung trời, hống khiếu như giống. Làm cho màng nhĩ mọi người đau nhói, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, trong miệng trầm tường dĩ nhiên phụt ra một loại chân khí màu xanh. Bay xẹt tới nhấn chìm trầm chấn hoa trong đó, thanh long chân khí vừa hiện. Long uy mang theo tăng thương cổ lão nhất thời tràn ngập quảng trường. Làm cho mọi người chấn động trong đó. Ai nấy đều thấy được uy lực loại chân khí này phi thường cường hãn. Cũng không phải tâm pháp võ công phổ thông có thể tu luyện ra theo trầm tường phát sinh ra âm. Thanh rồng ngâm kia, người trong toàn bộ quảng trường đều ngây ra như phỗng. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Trầm Tường. Nếu như không phải là bọn hắn tận mắt nhìn Trầm Tường phát sinh chân khí cường hoành như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng Trầm Thiên Hổ thấy nhi tử mình như thế. Trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, càng nhiều chính là kích động cùng hưng phấn. Mà sắc mặt của đám người Trầm Hạo Hải lại trở nên dị thường khó coi bọn hắn đều biết rõ loại chân khí kia là khủng bố bao nhiêu, trầm tường chỉ phát ra một tiếng. Long ngâm, đã hóa giải mất thiên dương, phủ trảm của trầm chấn hoa. Chân khí bão táp dâng trào ra trong miệng hắn kia còn có lực phá hoại phi thường khủng bố. Chỉ thấy thân hình trầm chấn hoa máu me đầm đìa, long ngâm cũng là một môn bên trong thanh long. Thần công, khi giết gào có thể phát sinh ra tiếng như long ngâm, chấn động hồn phách người đồng thời còn có thể từ trong miệng dâng trào ra một trận gió cùng sấm sét. Gió như đao công kích kẻ địch cực kỳ bá đạo, lúc này mọi người không dám chớp mắt. Chỉ lo mình bỏ qua thứ gì, quả nhiên, trầm tường không có để bọn hắn thất vọng. Sau khi trầm tường phát ra một tiếng hống khiếu, thân hình giống như du long. Chớp mắt liền tới trước mặt trầm chấn hoa, trầm tường xòe năm ngón tay, thanh mang lấp lóe. Chỉ thấy tay hắn như long chảo, cứng cáp mạnh mẽ dâng trào loại thanh long chân khí cực kỳ cường hoành kia giống như chim diều hâu bắt thỏ lấy tư thế sét đánh chụp vào đầu lâu của trầm trấn hoa trong chớp mát móng vuốt đột nhiên lớn lên tựa như một vuốt rồng vẻ sắc bén rõ ràng có thể thấy được đột nhiên xuất hiện vuốt rồng màu xanh bao phủ ở trên đầu lâu trầm trấn hoa một cỗ sát khí mạnh mẽ nhất thời tuôn ra trong lòng mọi người run lên chỉ thấy sau khi đầu lâu của trầm trấn hoa bị vuốt rồng bao phủ theo một tiếng hét thảm phát sinh, trầm chấn hoa kiêm miệng phun máu tươi. Lùi lại mấy bước, đây là thanh long chảo. Vũ kỹ công kích siêu cường bên trong thanh long thần công, mọi người nhìn trầm chấn hoa cả người. Đầy vết máu, khuôn mặt sợ hãi, đều ngây người như phỗng, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Trầm tường cũng chỉ là một chiêu liền đánh bại trầm chấn hoa. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy, ầm một tiếng, trầm chấn hoa ngã xuống, mọi người run dày cả linh hồn, sống lưng lạnh lẽo. Sau khi bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, mới xác nhận sự tình trong nháy mắt ngắn ngủi kia là thật sự, chân khí màu xanh uy thế ngập. Trời, vũ kỹ cổ quái mà khủng bố, hai cái kết hợp bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ. Mà người thi triển tất cả những thứ này, chính là trầm tường không có linh mạch, trầm hạo hải tận mắt nhìn con mình bị đánh trọng thương. Xem không khỏi phun ra một ngụm máu, hắn thấy Trầm Chấn Hoa còn có khí tức. Tuy cả người Trầm Chấn Hoa đầy vết thương, nhưng tổng thể mà nói thương thế vẫn không tính quá nghiêm trọng. Điều này hiển nhiên là Trầm Tường Lưu thủ, lúc này trên mặt Trầm Hạo Hải mang theo cảm kích nhìn. Trầm Thiên Hổ một chút, mà Trầm Thiên Hổ chỉ là nhìn hắn cười cười. Đây là hắn học nghệ không tinh, bị đả thương không trách được người bên ngoài trầm tường lạnh nhạt nói đôi mắt trầm tường trong suốt không lạnh không đạm mà nói bây giờ ta có thể đại biểu phụ thân ta xuất chiến chức trầm tường không chỉ là luyện đan sư tuổi trẻ hơn nữa tuổi còn trẻ liền tiến vào phàm võ cảnh năm tầng nhưng hắn không có bởi vậy mà tự kiêu phần lòng dạ này để một ít chi nhánh thống lĩnh cùng trưởng lão trầm ra âm thầm gật đầu trầm tường nhìn về phía người trung niên bên người trầm hạo hải, đó chính là em ruột trầm hạo hải. Trầm nhất hàn, phàm võ cảnh bảy tầng. Đây là một trung niên có tròm dâu thanh tú. Hắn chậm rãi đi ra, từ vừa mới bắt đầu hắn chưa từng nói qua một lời, trầm tường sắp sửa chiến. Đấu cùng hắn, mà hắn chỉ có thực lực phàm võ cảnh năm tầng, mọi người không dám thở mạnh. Tiền cử trầm gia tộc trưởng dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện tình như vậy. Là tất cả mọi người dự liệu không tới. Chương 17, cuộc chiến cách xa. Trầm Nhất Hàn thấy cháu trai mình bị đánh bại, trên mặt dĩ nhiên không có một chút tức giận. Hắn nở nụ cười quái gở, cho dù ngươi thiên tài thế nào. Khiêu chiến phàm võ cảnh bảy tầng cũng nhất định sẽ thua, Trầm Nhất Hàn không thể không thừa. Nhận nếu như lại cho Trầm Tường mấy năm thời gian, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này hắn lại có 10 phần thắng, Trầm Nhất Hàn tu luyện một thân Hàn Băng chân khí ở trong trầm gia cũng coi như là người có chân khí đặc thù, con cháu tuổi trẻ thiên tài của trầm gia, lại muốn khiêu chiến một tiền bối phàm võ cảnh bảy tầng. Nếu như là trước đây người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy đây là ý nghĩ điên cuồng. Nhất định sẽ không tin, nhưng lúc này trong quảng trường trầm gia, sau khi nhìn thấy thủ đoạn lợi hại kia của trầm tướng, đều khó mà định đoạt, nhưng phần lớn mọi người sẽ cho rằng trầm tường sẽ thất bại dù sao tuổi của trầm tường cùng trầm nhất hàn cách biệt rất lớn hơn nữa trầm nhất hàn lại là phàm võ cảnh bảy tầng tu luyện võ công cấp cao cũng không ít chân khí nồng hậu cũng không phải người trẻ tuổi có thể đánh bại một cuộc chiến cách xa xáp bắt đầu tất cả mọi người yên tĩnh quan sát trận chiến này qua đi liền có thể tuyển ra tộc trưởng trầm tường tu luyện thanh long thần công hai tháng Hắn nắm giữ âm dương thần mạch, mỗi ngày đều dùng thời gian dài đi hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường chân khí trong cơ thể, dù sao hắn là cùng lúc tu luyện năm loại chân khí, tu luyện năm loại thuộc tính, cho nên chân khí của hắn phi thường nồng hậu, chân khí cảnh 5, tầng cùng chân cương cảnh 7 tầng, trong lúc đó vẫn cách một thần thức cảnh 6 tầng. Thần thức chính là thông qua tu luyện tinh thần, ngưng ra một loại sức mạnh tinh thần đặc thù có thể điều khiển chân khí có trợ giúp rất lớn đối với trưởng khống chân khí đồng thời còn có thể cường hóa chân khí sau khi có thần thức mới có thể tu luyện ra chân khí cương lực được trầm nhất hàn là chân cương cảnh bảy tầng hắn có thể dùng khí cương lợi hại đây cũng không phải là chân khí có thể sánh được bởi vậy hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại trầm tường dễ dàng tuy loại võ công kinh khủng kia của trầm tường kinh sợ mọi người nhưng người hơi có hiểu rõ đối với chân khí liền có thể nhìn ra loại chân khí kia vẫn vô cùng non nớt xa xa không có đến trình độ khí cương bất quá ở cùng cấp bậc mà nói là phi thường cường đại trầm nhất hàn chậm rãi bước tới gần trầm tường mỗi bước ra một bước nhiệt độ trên quảng trường liền xuống một phần mang theo khí lưu băng hàn thổi về bốn phía nhìn ra được trầm nhất hàn này cũng ở biên giới đột phá một thân băng hàn chân khí cực kỳ nồng đậm, trầm tường cách trầm nhất hàn gần nhất. Cái loại băng hàn đến xương này hắn cảm thụ khắc sâu nhất. Lúc này trầm nhất hàn thả ra chính là khí cương do chân khí ngưng tụ mà thành. Đây là phàm võ cảnh 7 tầng mới có thể làm được, chu tước chân khí trong cơ thể trầm tường là hỏa thuộc tính, sau khi bị hàn khí kích thích thân thể. Chu tước chân khí kia nhất thời từ trong đan điền phun ra, nhằm về phía tứ chi bách hài sau khi cảm nhận được dòng nước ấm thoải mái thân thể trầm tường có chút cứng ngắc mới khôi phục như cũ nhưng vào lúc này trầm nhất hàn âm hiểm cười một tiếng cách không một trường một cỗ hàn khí màu trắng nhất thời từ lòng bàn tay hắn tràn ra băng hàn cương khí bức người rõ ràng có thể thấy được nhanh chóng lao về phía trầm tường trầm tường thấy đối phương hơi động dưới chân hắn trượt đi bước tiến như xà linh hoạt đi khắp nơi nhanh chóng vòng quanh hắn tránh khỏi công kích đồng thời lại tiến hành công kích trầm tường chân đạp bộ pháp hai tay hóa thành vuốt rồng thanh long chân khí khiếp người từ hai tay tràn ra đây là thanh long chảo mà vừa nãy hắn sử dụng đánh bại trầm chấn hoa lúc này là hai chảo cùng xuất hiện khi hai tay hắn ngưng hiện ra hai vuốt rồng do chân khí hóa thành mọi người lại không khỏi nín hơi ngưng mắt nhìn hừ, trầm nhất hàn phát ra một tiếng hừ nhẹ âm nhu, song trưởng liều lĩnh vỗ một cái. Đánh lên trên cặp vuốt rồng kia của trầm tường, một cỗ hàn khí bạo dâng lên mà ra. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh của cặp vuốt rồng kia nhất thời biến mất. Mà hai tay của trầm tường đều che lấp băng dày, băng hàn thấu xương tràn vào toàn thân hắn. Dẫn đến cả người hắn cứng ngắc, trầm nhất hàn cười lạnh. Chỉ thấy trên chân hắn ngưng xuất ra băng xương, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái một cước đá trúng mặt trầm tường. Đá bay trầm tường ra chừng 10 trượng, trầm tường té rớt trên đất. Gò má bị băng cắt sắc bén chém trúng. Vẽ ra vài đạo vết thương, hàn băng che lấp trên hai tay của hắn cũng bị ngã nát. Nhưng hai tay hắn lại bị đông lạnh đến cứng ngắc, hắn lập tức vận chuyển thái cực thần công. Hấp thu hàn khí chảy vào trong cơ thể. Đồng thời để chu tước chân khí hừng hực tràn vào hai tay khu trừ hàn khí lúc này trầm tường mới ý thức được hắn bây giờ đối mặt phàm võ cảnh bảy tầng là có tranh lệch rất lớn cho dù hắn nắm giữ thần công nhưng không nhất định sẽ thắng ha ha chấm không thể không thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên tài trong lịch sử của trầm gia nhưng ngươi cùng phụ thân ngươi đều quá tự đại rồi trầm nhất hàn âm nhu cười từng bước đi tới trầm tường bây giờ hắn còn không vội vã giết trầm tường hắn muốn ở trước mặt đông đảo người trầm ra trà đạp trầm tường một phen đồng thời bày ra thực lực của hắn kinh sợ mọi người trầm ra đột nhiên thân thể trầm tường bắn ra dĩ nhiên đứng lên mọi người còn tưởng rằng hắn mới vừa bị một cước liền bị thương nặng không nghĩ tới bây giờ xem như chẳng có chút bị thương nào ngay cả trầm nhất hàn cũng vô cùng kinh ngạc trầm thiên hồ quan sát ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vận khí chữa thương, thấy trầm tường không có bị thương tổn nhiều. Trầm nhất hàn bay vọt qua, thân hình phiêu giật mà nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh. Lại thân pháp khinh công này ngược lại cũng khiến người ta nhìn đã mắt trầm nhất hàn tới gần. Trầm tường giống như đặt mình trong băng tuyết, mà dưới chân hắn cũng che lấp một mảng lớn băng xương, trầm nhất hàn bay vọt lên. Lăng không một quyền, quyền kình băng hàn rung động không khí trong nháy mắt liền đánh vào trên lồng ngực trầm tường. Chỉ thấy lồng ngực trầm tường nhất thời tràn ra một trận máu tươi. Nhưng lập tức bị băng xương bao trùm, là huyền băng cương kính. Võ công huyền cấp thượng thừa, có thể xuyên kim phá thạch ngữ khí trầm thiên hổ ngưng trọng. Nói, sau khi trầm tường bị đánh trúng, thân hình đột nhiên lóe lên. Né tránh trầm nhất hàn đá đến, dẫn đến trầm nhất hàn đá hụt xuống mặt đất đập vỡ tan một mảnh lớn đá vụn đá vụn bị chấn nát lại lập tức bị đóng băng lên lúc hắn thi triển khí cương có hai nhược điểm một là tiêu hao rất nhiều chân khí hai là cực kỳ tiêu hao thần thức nếu như hắn không sử dụng khí cương liền không cách nào trọng thương ngươi trầm thiên hồ nói trầm tường hiểu ý bây giờ hắn phải làm chính là kéo dài hừ vô dụng chân khí của ta cực kỳ thuần hậu sợ chơi kéo đổ ta chính hắn đã ngã xuống trước, trầm nhất hàn không phản đối. Lần thứ hai triển khai mãnh công đối với trầm tường. Mới vừa rồi trầm tường bị hắn bắn trúng một quyền, đã thụ thương. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đánh giết trầm tường. mười 18, ngũ hành dung hợp. Trầm nhất hàn một quyền lại đấm ra một quyền. Huyền băng cương kình liên tục không ngừng công kích đến, hơn nữa đều là công kích xa. Dẫn đến trầm tường không cách nào tới gần, chỉ có thể chống đối. Ha ha, mới vừa rồi còn luôn mồm muốn thay phụ thân xuất chiến. Nhưng hiện tại lại không hề có lực chống đỡ, Trầm Nhất Hàn phát ra tiếng cười sắc bén. Mà trên người Trầm Tường lại tăng thêm một lỗ máu. Đây là bị Huyền Băng Cương Kình bắn trúng mà ra, Trầm Tường hít một hơi. Thái cực âm dương đồ trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển. Ngũ hành chân khí cất giữ ở trong người theo lực lượng tinh thần hắn khống chế mà chậm rãi dung hợp lại với nhau, ngũ hành chân khí hội tụ giờ khắc này. Trầm Tường chỉ có thể đồng thời sử dụng ngũ hành chân khí mới có phần thắng. Bất quá sau khi đồng thời thi triển ra ngũ hành chân khí dung hợp, sẽ trở nên phi thường cường hãn, hơn nữa rất cuồng bạo. Kinh mạch hắn bây giờ khó có thể chịu đựng ngũ hành chân khí dung hợp lại cùng nhau. Này là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nếm thử, cũng không có ai có cơ hội thử nghiệm. Nhưng hiện tại Trầm Tường chạm đến lĩnh vực thần bí, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm. Nếu như khống chế không tốt, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bạo thể mà chết, nhưng hiện tại Trầm Tường đã thành công. Tuy rằng hắn cảm giác được kinh mạch đang bạo liệt, nhưng ngũ hành chân khí trong đan điền hắn lại hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Chỉ bất quá có chút khó có thể khống chế, lượng lớn chân khí đều trôi đi trong kinh mạch hắn trầm tường biết hắn phải dành thời gian nhân lúc chân khí không có tiêu hao hết lợi dụng loại sức mạnh khủng bố này đánh bại trầm nhất hàn thân thể trầm tường đột nhiên bùng nổ ra một cỗ khí tức cuồng bạo làm trái tim trầm nhất hàn cũng không khỏi nhảy một cái loại chân khí này làm cho người ta cảm giác chính là bá đạo bạo ngược tràn ngập tính chất hủy diệt a à, trầm tường bị chân khí cuồng bạo trong cơ thể sung kích đến thân thể đau nhức không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng chỉ thấy một cỗ sóng khí bạo ngược dâng trào đi ra giống như là biển gầm bao phủ bốn phía toàn bộ quảng trường đột nhiên loáng một cái địa phương trầm tường đứng gạch đá vỡ vụn thiên địa càn khôn chính là do ngũ hành tạo thành lực ngũ hành dung hợp lại cùng nhau đó chính là thiên chính là càn khôn lúc này trầm tường đã dung hợp lực ngũ hành ngưng tụ ra sức mạnh càn khôn càn khôn chân khí nằm xuống cho ta, cả người trầm nhất hàn hàn khí bắn mạnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy trầm tường có thể đánh bại hắn, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhanh lên một chút đánh bại trầm tường. Để tránh khỏi trầm tường chuyển bại thành thắng, hai mắt trầm tường lập lòe lôi quang. Nhanh chóng lao tới trầm nhất hàn. Giờ khác này hai chân hắn đều rót đầy càn khôn lực có tính chất hủy diệt mỗi một chân bước ra. Đều có thể dẫm nát đá, lúc hắn chạy như bay qua. Khí thế giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Huyền Băng Cương Kình, Trầm Nhất Hàn ngưng mi nhìn Trầm Tường, song quyền cùng xuất hiện. Hai cỗ băng Hàn Cương Kình càng cường hãn hơn phun ra. Đánh về phía Trầm Tường, lúc này Trầm Tường nằm ở một trạng thái điên cuồng. Ở trong mắt hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đánh bại Trầm Nhất Hàn, thời khắc hai cỗ Huyền Băng Cương Kình kia đánh tới trầm tường hét lớn một tiếng dĩ nhiên dùng một đôi nhục trưởng tiếp được hai cỗ cương kính khủng bố kia tuy song trưởng của hắn đều bị băng xương đông lạnh nhưng băng mặt trên vỡ vụn rất nhanh mà hắn vẫn lao nhanh về phía trước trong nháy mắt trầm tường đã chạy đến trước mặt trầm nhất hàn một đôi nhục quyền liên tiếp oanh kích mỗi một quyền đánh ra đều sẽ sản sinh từng đợt chân khí nổ tung này dĩ nhiên là võ công phàm cấp phi thường phổ thông bạo sát quyền mỗi một quyền đánh ra đều sẽ làm cho chân khí phát sinh một trận nổ tung, là một loại võ công lực sát thương rất lớn. Nhưng tiêu hao chân khí cũng rất nhiều, mỗi lần đấm ra một quyền. đều tuôn ra một trận nổ vang cùng sóng khí, mà tốc độ ra quyền của Trầm Tường rất nhanh. Một quyền tiếp một quyền, thao thao bất tuyệt. Giống như thi triển bạo sát quyền không cần điều chân khí vậy, lúc này Trầm Tường dùng can khôn. Chân khí thi triển bạo sát quyền, kinh khủng đến mức khiến lòng người lạnh run lại trình độ công kích này dĩ nhiên ép thẳng tới khí cương, trầm nhất hàn giờ khắc này cũng không thể không dùng khí cương đi chống đối bạo sát quyền của trầm tướng. hắn tiếp mỗi một quyền trái tim cũng không khỏi co rụt lại. cái loại chân khí cuồng bạo muốn nổ tung lên này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. nếu như hắn bị bắn trúng một quyền cái kia thụ thương là nhất định chỉ mấy hơi thở. trầm tường đánh ra mấy chục bạo sát quyền ngay cả trầm thiên hồ cũng chừng lớn mắt hắn khó có thể tin nhi tử mình dĩ nhiên cường hãn như vậy bất quá hắn nhìn ra được tình huống của trầm tường lúc này vô cùng không ổn loại sức mạnh siêu việt cực hạn này bình thường đều là tự tổn thân thể mới có thể thi triển ra mẹ kiếp trầm nhất hàn liên tục chống đối bạo sát quyền điên cuồng cũng không khỏi chửi nhỏ lên có thể vận dụng bạo sát quyền tới mức này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng là lần đầu tiên lãnh hội đến võ công phàm cấp thượng thừa này dĩ nhiên kinh khủng như vậy ngũ hành chân khí trong cơ thể trầm tường điên cuồng trôi đi trong lòng hắn thầm hận hắn cảm giác được chân khí sắp tiêu hao hết đến thời điểm không đánh bại được trầm nhất hàn như vậy song đời chính là hắn trầm tường đột nhiên há mồm ra phát ra một tiếng rít gào một tiếng long ngâm vang vọng chân trời một cỗ chân khí cuồng bạo mà vô sắc từ trong miệng trầm tường phun ra bao phủ trầm nhất hàn lại đây là thanh long bào hao chỉ bất quá lúc này càn khôn chân khí là vô sắc nhưng sau khi dâng trào ra nhưng dần hiện ra sấm sét hỏa diễm thủy băng trầm nhất hàn không ngờ trầm tường đột nhiên thi triển một chiêu này vội vàng lùi về sau ra vận chuyển chân khí thả ra một khí cương băng lồng ngăn cản loại chân khí cuồng bạo này đột nhiên trong tay Trầm Tường xuất hiện một đại đao hàn quang lấp lóe, cả người Trầm Tường tản ra chân. Khí cuồng bạo vừa lấy ra cây đao này, liền hét lớn một tiếng. Rót toàn bộ chân khí tàn dư vào trong đao, chỉ thấy một trận thanh mang chói mắt tuôn ra. Một tiếng long ngâm sắc bén truyền ra, liệt thạch xuyên vân. Làm người chấn động cả hồn phách, Trầm Tường phi khiêu mà lên. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh đại chấn, đại đao lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh xé rách không khí lấy khí thế như sấm vang chấp giật từ đỉnh đầu trầm nhất hàn đánh xuống chậm xa xa vài đạo âm thanh truyền đến đây là mấy vị trưởng lão kia kinh la đại đao chém xuống bổ ra khí cương băng lồng của trầm nhất hàn nhưng cũng dừng lại ở bên cổ trầm nhất hàn trầm tường vội vàng dừng sức mạnh phóng thích một cỗ chân khí cuồng bạo sóng khí dâng tới bốn phương tám hướng mọi người giống như tượng đá đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn đại đao trong tay trầm tường, mọi người đều bị loại võ công cuồng mãnh bá đạo này. Của trầm tường làm cho rung động thật sâu. Lúc này ai dám nói hắn là phế vật không có linh mạch. Căn bản là quái vật khủng bố, 16 tuổi, liền đánh bại một phàm võ cảnh 7 tầng. Đây chính là một kỳ tích mà Trầm Tường còn là một luyện đan sư, bên trong một gia tộc có thể sinh ra thiên tài như vậy, điều này làm cho rất nhiều người Trầm ra kích động cực kỳ. Trầm tường, trầm tường, trầm tường. Chương 19, Tiên Ma Đàm. Rất nhiều người đồng thời hô tên Trầm Tường, âm thanh truyền khắp Trầm ra. Rất là chấn động, Trầm Tường nhìn thần tình mọi người kinh ngạc hưng phấn. Trong lòng không khỏi một trận tự hào, trước đó mọi người cho rằng Trầm Tường nghênh chiến dược. Gia thiên tài khiêu chiến chính là lấy trứng trọi đá, nhưng hiện tại xem ra. Trầm Tường có nắm chặt thắng lợi rất lớn, trong quảng trường. Trầm Thiên Hổ đi tới bên người Trầm Hạo Hải cùng Trầm Nhất Hàn thụ thương, nói với bọn hắn. Ta và các ngươi tranh đoạt vị trí tộc trưởng huyên náo như vậy. Cũng không phải là ta mong muốn. Ta cũng là người Trầm gia, chúng ta hẳn là nên đoàn kết lại. Nếu như các ngươi không phục tộc trưởng ta, vậy các ngươi có thể mang theo người mình thoát ly Trầm gia, sau khi Trầm Hạo Hải và Trầm Nhất. Hàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Trầm Tướng bọn hắn đều đồng thời thở dài một hơi trầm hạo hải cầm thật chặt cánh tay trầm thiên hồ nói chỉ mong ngươi có thể lãnh đạo tốt trầm gia trầm hạo hải ta sinh là người trầm gia chết làm quỷ trầm gia trầm hạo hải ta đối với tân tộc trưởng tâm phục khẩu phục trầm hạo hải cùng trầm nhất hàn đều không phải người ngu lúc này bọn họ đều thấy được tiềm lực kinh khủng của trầm tường nếu như cố gắng bồi dưỡng không lâu sau đó trầm tường rất có thể sẽ trở thành một đan dược sư lợi hại nếu như giữ gìn mối quan hệ đến thời điểm bọn họ cũng có không ít chỗ tốt đắc tội một đan dược sư đứng đầu không phải là cử chỉ sáng suốt gì mà bây giờ trầm thiên hồ có thể bất kể hiềm khích lúc trước này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt hai vị trưởng bối vừa nãy có chỗ mạo phạm xin hãy tha thứ trầm ra chúng ta có thể ở trên vùng đất này sừng sững không ngã nhiều năm như vậy chúng ta tuyệt không có thể nội chiến trầm tường cũng đi tới nhìn trầm hạo hải cùng trầm nhất hàn xin lỗi cử động này của hắn làm cho rất nhiều con cháu cùng trưởng bối trầm ra âm thầm gật đầu tuy hắn tuổi còn trẻ liền đánh bại trưởng bối có thực lực cường đại nhưng không có bởi vậy mà tự kiêu trái lại rất khiêm tốn lòng dạ bực này là rất nhiều con cháu trầm ra không cách nào so sánh hai huynh đệ trầm hạo hải cùng trầm nhất hàn này cũng có chút xấu hổ hiền chất vẫn là đi dưỡng thương trước đi càng kéo dài cũng không tốt trầm nhất hàn nói hơn nữa còn cho hắn một ít đan dược chữa thương đối với kết cục tranh đoạt tộc trưởng như vậy những trưởng lão kia đều hết sức hài lòng một tên trưởng lão cao giọng nói các vị sau 10 ngày sẽ cử hành tiệc rượu, kính xin mọi người có thể dừng lại 10 ngày. Đến thời điểm đó có một ít gia tộc khác sẽ phái người đến tham gia. Các vị cũng có thể kết giao một phen. Trầm tường trở lại gian phòng, nhìn thân thể bị thương nhiều chỗ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đối chiến cùng Trầm nhất Hàn vô cùng hung hiểm. Lúc này trong lòng hắn cũng hết sức kích động bởi vì hắn có thể lấy thực lực phàm võ cảnh 5 tầng đánh bại phàm võ cảnh 7 tầng, sau khi trải qua một hồi cật lực đại chiến, hắn cũng cảm thấy tu vi tinh tiến một chút. Đối với vận dụng chân khí cũng có không ít tâm đắc. Khó trách hắn nghe nói nếu muốn trở thành một võ giả lợi hại, phải thân kinh bách chiến, trầm tường vừa ăn vào đan dược chữa thương. Trước mắt hắn liền nhấp nhoáng hai đạo hào quang chỉ thấy bạch u u cùng tô mị dao nghiêm mặt đứng ở trước mặt hắn. ngươi tiểu tử này vừa nãy thật sự là quá mạo muội. nếu như ngươi chết thì làm sao bây giờ? chúng ta ở trên thân thể ngươi chút xuống không ít tâm tư. bạch u u mặt như xương lạnh nói. làm cho sống lưng trầm tường lạnh lẽo. tô mị dao le lưỡi nói. nhìn tiểu quỷ ngươi vẫn tính có chút dũng cảm. lần này tạm tha ngươi. lần sau ngươi nên cân nhắc một chút. Cởi quần áo ra, ta giúp ngươi bôi thuốc, thời điểm trầm tường chiến đấu cùng trầm nhất hàn. Bị những này băng hàn chân cương cắt vỡ thân thể, trên người có rất nhiều vết máu. Nếu như không xử lý, sẽ khó có thể khép lại, cứ như vậy, trầm tường nằm lì ở trên giường. Hưởng thụ tay ngọc mềm mại không xương kia của Tô Mị Dao bôi một ít dược tề. Điều này làm cho hắn cảm thấy sảng khoái cực kỳ, trầm gia đã tuyển gia tộc trưởng mới, dựa theo tập tục là phải mời người những gia tộc khác đến chúc. Mừng, mà người những gia tộc khác muốn tới cũng cần một ít thời gian. Vì lẽ đó 10 ngày sau mới thể tiến hành, mà lần yến hội này, có thể sẽ phát sinh một sự tình khiến người ta chú ý. Đó chính là trầm tường ước chiến cùng thiên tài dược ra. Lần ước chiến rất là quan trọng, vì lẽ đó đến thời điểm kia, người đến nhất định không ít. Rất nhiều người đều là đến xem chuyện cười của Trầm gia. Mà công tác bảo mật của Trầm gia vô cùng tốt, cũng không hề truyền sự tình Trầm Tường đi sáng sớm. Từ trong miệng Trầm Tường phun ra một giọt chất lỏng màu xanh lục. Đây là hắn thi triển Long Tiên công ngưng tụ ra. Hắn muốn ở bên trong 10 ngày này nắm giữ luyện đan thuật càng thêm thông thạo. Hắn thậm chí thử nghiệm luyện chế phàm cấp trung phẩm, nếu như lấy cái tuổi này của hắn có thể luyện ra phàm cấp trung phẩm tôi thể đan như vậy đủ so với những thiên tài luyện đan sư trong truyền thuyết thậm chí có thể siêu việt bọn họ trong khoảng thời gian ngắn luyện ra phàm cấp trung phẩm sao này có chút khó bất quá tô mị dao ta rất thích sự tình có tính khiêu chiến này âm thanh kiều mị kia của tô mị dao truyền vào trong đầu trầm tường trầm tường cười cợt nói mị dao tỉ. vậy nhanh dạy ta một chút tô mị dao cười duyên nói người đừng cười vui vẻ như vậy điều này cần trả giá thật nhiều. Bây giờ ngươi luyện chế phàm cấp hạ phẩm phi thường thuần thục. Có luyện bắt đầu chế phàm cấp trung phẩm, chỉ bất quá lực lượng tinh thần của ngươi không đủ. Ngươi cần tiến vào phàm võ cảnh tầng 6. Nắm giữ thần thức mới có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế tốt hỏa hầu. Trưởng khống tốt quá trình ngưng đan, trầm tường gật đầu. Như vậy bây giờ ta liền một bên trồng linh dược phàm cấp trung phẩm, một bên tăng tu vi lên chỉ mong có thể theo kịp ngày ước chiến, Tô Mị Giao nói, nếu muốn tu luyện ra thần thức. Cần dung hợp lượng lớn chân khí cùng lực lượng tinh thần lại với nhau. Nung luyện thành thần thức này có độ khó nhất định, bất quá ngươi tu luyện thái cực thần công. Có lẽ sẽ mau một chút, nhưng trong vòng 10 ngày cũng khó có khả năng làm được, trầm tường khe. Khẽ thở dài, hắn xác thực quá mức nôn nóng, đây cũng là tối kỵ. Bất quá, có một loại phương thức có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng lên tô mị giao thần bí cười nói biện pháp gì trầm tường vội vàng hỏi thanh âm bạch u u lạnh như băng nhất thời truyền đến tiên ma đàm lúc này trầm tường mới nhớ tới hồ nước cổ quái dưới vực sâu tiên ma nhai kia lúc đó hắn ngã xuống dưới nước nhưng vẫn có thể hô hấp hơn nữa hồ nước kia còn có thể phát quang bất quá trừ thứ này ra hắn cũng chưa có phát hiện có chỗ đặc thù gì Hồ nước cổ quái dưới vách núi kia, Trầm Tường nghi hoặc hỏi. "Không sai, ngươi phải biết lúc đó chúng ta là vì hồ nước này mới bị kẻ thù dẫn đi vào Tô Mị giao. Làm Trầm Tường càng là hiếu kỳ, hai người này dĩ nhiên là vì hồ nước kia mới tới. "Đến cùng có chỗ thần kỳ gì?" Chương 20, Chu Tước Hỏa Dực. Trầm Tường càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, bởi vì tiên ma nhai kia quanh năm bị tử khí bao trùm, mà phía dưới không có thứ gì có thể thấy được những tử khí kia đang che giấu hồ nước sau khi trầm tường biết tiên ma đàm kia. Bất phàm, lập tức dung nhập long tiên vào trong nước tưới những linh hoa linh thảo. Sau đó hỏi thăm phụ thân hắn một chút, liền lặng lẽ rời khỏi trầm ra sơn trang. Đi tới tiên ma nhai, hắn một bên chạy đi. Một bên nghe tô mị giao giảng giải sự tình tiên ma nhai kia. Tiên ma nhai sở dĩ gọi là tiên ma nhai, đó là bởi vì phía dưới là địa phương mai táng tiên ma hồ nước phía dưới chính là năng lượng tinh khiết trong thi thể tiên ma hóa thành. Là có người cố ý làm ra cái đầm nước này. Những tử khí này cũng là từ trong thi thể tiên ma tràn ra, tô mị giao nói, trầm tường kinh hãi. Không ngớt tiên ma vốn chỉ là truyền thuyết, hắn không nghĩ tới vẫn đúng là có. Điều này làm cho hắn kích động không thôi, nếu như hồ nước kia đều là năng lượng tinh khiết. Như vậy nếu như hắn đạt được trầm tường đi tới tiên ma nhai hắn nhìn từ khí màu đen phía dưới thì thào nói thế giới này thật sự có tiên ma sao tô mị giao hừ một tiếng đương nhiên là có người đừng tưởng rằng chân võ cảnh chính là cảnh giới võ đạo mạnh nhất trên chân võ cảnh còn có tam đại cảnh giới sau đó chính là niết bàn cảnh sau khi thành công niết bàn liền có thể tiến vào thiên vũ cảnh đến một không gian càng cường đại hơn kia chính là thiên vũ giới không nói những thế giới cường đại này liền nói vị trí phàm vũ thế giới bây giờ của chúng ta đã vô cùng lớn lao vị trí hiện tại của các ngươi linh khí phi thường mỏng manh vì lẽ đó yêu thú rất ít ỏi mà những cường giả võ đạo chân chính đều là đi tới địa phương có linh khí nồng nặc ở nơi có cường giả như mây yêu thú đa dạng nguy hiểm tầng tầng không có thực lực nhất định sẽ chết ở khu vực kia trầm tường vẫn là lần đầu tiên nghe được sự tình của thế giới võ đạo điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi đồng thời cũng biết mình nhỏ bé lúc trước trong mắt của hắn chân võ cảnh là vô cùng cường đại hiện tại không nghĩ tới trên chân võ cảnh còn có rất nhiều cảnh giới tiểu tử phàm vũ thế giới này rộng lớn vô ngần nhưng ngoài phiến đại lục này còn có rất nhiều lục địa ở phía trên cũng không thiếu một ít võ giả cường đại trong thế giới vô tận càng là cất giấu rất nhiều bí cảnh bên trong những bí cảnh này có lượng lớn thiên tài địa bảo đồng thời cũng nguy hiểm tầng tầng chỉ cần ngươi có thực lực ngươi có thể thấy được chỗ vĩ đại của toàn bộ thế giới võ đạo đến thời điểm ngươi mới biết được ngươi nhỏ bé bao nhiêu bạch u u lạnh lùng nói trầm tường nắm đấm nắm chặt lúc này trong lòng hắn chống chảy không ít hắn biết chỉ có không ngừng tăng thực lực lên mới có thể bảo đảm mình tiếp tục sinh tồn trong thế giới cường giả như rừng hắn nhảy xuống vực sâu kia hắn nắm giữ thực lực phàm võ cảnh 5 tầng mà phía dưới lại có một hồ nước hắn đương nhiên không cần lãng phí thời gian chậm rãi leo xuống phù một tiếng trầm tường rơi vào hồ nước lần thứ hai dưới vực sâu này thường thường có yêu thú qua lại bất quá hiện tại trầm tường cũng không e ngại bởi vì yêu qua lại thú ở chỗ này không quá mạnh thực lực bây giờ của trầm tường đủ để ứng phó mị giao tịch ta phải làm sao sử dụng tiên ma đàm này trầm tường hỏi dùng tay khuấy động loại dị thủy này ngoại trừ phát quang hắn cũng không hề cảm thấy địa phương này còn có kỳ dị gì tô mị giao nói rằng tiên ma chết đi thân thể chảy ra năng lượng tinh khiết nhất bất quá những năng lượng này cũng không thể bị ngươi thôn phệ dù sao cũng không phải của ngươi ngươi chỉ có thể dùng loại năng lượng này rèn luyện thân thể rèn luyện tinh thần mà quá trình này sẽ phi thường thống khổ trầm tường hơi nhướng mày nói ta phải ở trong tiên ma đàm này bao lâu tô mị giao nói không biết mãi đến khi ngươi không cảm giác được thống khổ là được ngươi nhảy xuống vận chuyển thái cực thần công dẫn những năng lượng kia vào bên trong cơ thể ngươi là được trầm tường không nói hai lời cỡi y phục ra liền nhảy xuống hắn lẻn xuống phía dưới hồ nước ở phía dưới ngược lại có thể hô hấp bình thường hắn cũng không có lo lắng gì còn có thể phòng ngừa yêu thú công kích vừa xuống phía dưới trầm tường liền bắt đầu vận chuyển thái cực thần công lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị một loại sức mạnh kỳ dị từ bốn phương tám hướng đè ép giống như muốn ép thân thể của hắn thành một đoàn điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi cũng tại lúc này loại này năng lượng kỳ dị kia tiến vào thân thể của hắn điên cuồng tràn vào xung kích lưu động trong thân thể hắn, làm hắn cảm giác thân thể giống như muốn nổ tung. Thực cốt đau đớn để hắn sống không bằng chết trong tiên ma đàm không ngừng bốc lên một ít phao. Nước, mặt nước cũng sôi trào, điều này là bởi vì trầm tường ở dưới hồ nước điên cuồng dẫy dụa. Mà ra, không biết đã qua bao lâu, trầm tường mới gian nan từ phía dưới hồ nước nổi lên. Hắn nằm ở bên cạnh hồ nước, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nói sao ta vẫn không có tiến vào phàm võ cảnh sáu tầng ngươi cho rằng nhanh như vậy liền có thể đột phá sao ngươi bây giờ chỉ là rèn luyện thân thể làm cho thân thể trở nên càng cường đại hơn có thể tăng tinh thần của ngươi lên thanh âm tô mị giao truyền đến trầm tường đứng lên nắm xong quyền thật chặt quả nhiên cảm giác được thân thể trở nên tốt hơn rất nhiều tuy không có tiến vào phàm võ cảnh sáu tầng nhưng cũng có thể đánh xuống một cơ sở vững chắc ta sống ở phía dưới bao nhiêu ngày rồi trầm tường hỏi hắn ở dưới tiên ma đàm vẫn luôn là mơ mơ màng màng chịu đựng cái loại đau nhức này năm ngày mà thôi tiên ma đàm này đã không có tác dụng gì nhưng cũng đặt xuống cho ngươi cơ sở tu luyện tiên ma thân thể tô mị giao nói trong lòng trầm tường cũng âm thầm khiếp sợ tiên ma thân thể này nghe tên liền biết là rất lợi hại phía dưới vực sâu tiên ma nhai thỉnh thoảng sẽ bay đến một trận tiếng gào cùng với một cỗ chân khí yếu ớt kỳ lạ cỗ chân khí kia tràn ngập một loại khí tức cổ lão tăng thương cho một loại áp lực vô hình đó là trầm tường ở phía dưới tu luyện thanh long thần công sản sinh thanh long chân khí trầm tường cũng không rời khỏi tiên ma nhai mà vẫn còn đang luyện công ở phía dưới chỉ thấy hắn ở trần trên một đôi thiết quyền hừng hực chân khí màu xanh không ngừng oanh kích vách đá đá vụn kích phi cả người hắn đều lượn lờ chân khí nhàn nhạt sau khi hắn đánh mấy trăm quyền vách đá bị hắn đánh ra một cái lỗ nhỏ mà khí tức của hắn vẫn vững vàng như cũ có thể thấy được chân khí cùng thể lực của hắn thuần hậu cỡ nào mỗi khi đánh ra một quyền chân khí sẽ xông lên từ cánh tay trực tiếp tràn vào đầu bỗng nhiên cùng lực lượng tinh thần bên trong não bộ tương dung một chỗ do đó khai phá đại não, tăng cường lực lượng tinh thần. Cái này cũng là một biện pháp tu luyện thần thức trầm tường luyện công ở phía dưới. Động tĩnh không nhỏ, mà ở phía dưới nguyên bản yên tĩnh cũng là thanh âm ầm ầm Vang vọng toàn bộ trong vực sâu.